Vâng, lại là em Phạm Huấn đây, tiếp tục quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc hàng gửi đến các bác tò tí tia. Đó. Em lên cho các bác các cái mã móng tay của bên em, thì bên em hiện tại bây giờ đang phân phối nó sẽ có 3 mẫu. 3 mẫu móng tay. Đầu tiên nó sẽ là móng Đức. Bộ này thì combo của nó sẽ là 3 chiếc. Đấy, 3 mẫu móng Đức combo của nó sẽ là 3 chiếc nhá. Một hộp 3 chiếc, hàng đựng trong một cái hộp nhôm. Rất chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đấy, đấy. Hộp 3 chiếc. Rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Combo một hộp 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho 3 cái cắt móng tay như này. Hàng siêu đỉnh, siêu đẹp. Hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức. Đây, Winling hai hình người của Đức này. 100.000 cho 3 chiếc như này. Bây giờ nếu các bác mua một cái dùng một cái cắt móng tay đẻo thôi, nó cũng đã phải mất đi vài chục nghìn rồi, vài chục nghìn rồi. Đấy. Thế mà đây hàng đẹp, hàng chất lượng cũng chỉ có 30.000 thôi. Dùng để cắt thì cực kỳ là ngon luôn nhá, tanh tách luôn. Đó, để các bác xem. Đấy, cắt rất là ngon. Và nó có cái phần này để các bác đựng cái phần móng tay thừa vào đây. Đó, đây cái này là cái dây bóng này, các bác bóc ra này. Đấy. Có cả cái phần để các bác mài luôn. Đấy, các bác cắt xong thì các bác mài đây cho em này. Đây cái này nó có cái dây bóng này, về nhà các bác lột ra cho em nhá. Đó. Và có cho các bác là hai cái cắt, một cái to, một cái nhỏ và một cái bấm khóe này. Đấy. Cái này để các bác đưa vào các cái khóe tay, khóe chân như này để mình cắt cho nó triệt để và nó vệ sinh nó dễ các bác. Đây. Đấy, cắt đi nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà đi cấy mà bị bùn nó đâm vào móng chân ấy. Đấy, về nhà nó đau nhức, các bác dùng cái khóe này cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ bấm móng Đức như này nha. Đấy. Các bác lên cho em là bộ móng Đức nha. Bộ móng Đức giá sẽ là 100k. Đó. 100k cho con móng Đức như này nha. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là móng Đức, giá sẽ là 100.000. Đó. Móng Đức này. Đấy. Móng Đức 100k này. Đó, 100k cho bộ 3 chiếc như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái bộ này thì nó sẽ là bộ ví hồng nha. Cái bộ này là bộ huyền thoại rồi. 60.000 thôi. Bên em bán thì rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ví màu hồng như này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái ví màu hồng nhá. Bên em gọi nó là ví hồng. 60.000. Con này thì nó cũng có ba cái bấm móng như cái bấm móng Đức kia. Đấy, ba cái bấm móng Đức nha. Đấy, tức là có ba cái bấm móng như này. Một cái to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe này. Một cái kìm cắt da chết này, một cái kéo này, tỉa lông mũi này, một cái nhíp này và cái bộ để các bác nặn mụn rồi vệ sinh. Đấy, vệ sinh lấy dái tai các kiểu con này điều luôn, vệ sinh móng tay, mài rũa. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này, ví hồng. Đấy. Giá sẽ là 60k cho một em ví hồng như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này. Ví hồng 60k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví xanh này. Ví xanh, con này thì to hơn, đẹp hơn, nhiều chi tiết hơn. Cũng là con này có 100 à? Ví xanh cũng 100k luôn nhá. Lên cho em là ví xanh cũng 100.000 luôn các bạn. Đấy, thì các bác có thể lấy cái bộ ba móng Đức hoặc là cái bộ ví xanh này cũng được, tùy theo. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Để combo cho các bác 3 mẫu luôn để các bác tha hồ thoải mái mà lựa chọn các bác nhá. Đấy, đây. Thì nó sẽ là 3 món như này, 3 món như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Ví xanh nhá. Đấy, ví xanh. Ở đây thì em về theo lô, có lô thì màu xanh, có lô thì màu đen. Đấy, nhưng mà nó chất liệu thứ thì như nhau thôi. Con này thì có tới cho các bác là 4 cái bấm móng luôn. 1, 2, 3, 4 cái bấm móng này. Một cái kìm này. Đấy, rồi các cái đồ nặn mụn tẩy da chết này. Có cả nạo gót chân này. Đấy, đây là cái lưỡi nạo này. Còn đây là cái đầu mài này. Đấy, các bác có thể thay tháo ra để mình mài, nạo. Cũng khá là đẹp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang ưu ái gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đó, 100.000. Đấy, móng Đức cũng là 100.000, ví xanh cũng là 100.000. Còn lại là ví hồng là 60.000. Các bác có nhu cầu mua cái nào thì tùy nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi tưới cây bằng đồng nhá. Bên em gọi nó là vòi tưới cây bằng đồng. Đấy, tại vì là cái đầu ra nước của nó là bằng đồng. Đấy.
phía đầu vòi vòi đồng tăng áp nhé. Vòi đồng tăng áp thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này. Các bác có thể điều chỉnh tia nước này. Đấy, điều chỉnh tia nước to nhỏ ở đây. Đó, và các cái đầu để các bác kết nối với các loại dây. Đấy, các loại dây, các loại vòi đều kết nối được hết nhé. Đấy, các bác cứ kết nối vào đây chị em, rất chắc chắn luôn. Để các bác dùng để mình xịt rửa xe này, tưới cây này. Đấy, con này thì vừa là kết nối nhanh này, tiện dụng này, và giúp cho các bác dùng thì khi dùng thì nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Có 4 cái cốt, 3 cái cốt nối như này. Đó, 3 cốt nối như này. Lên mã giúp cho em đó là vòi đồng tăng áp nhé. Vòi đồng tăng áp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho một cái vòi đồng tăng áp như này. Đấy, lên cho em là vòi đồng tăng áp nhé. Vòi đồng này tăng áp giá sẽ là 50k nhé. 50k một chiếc đây. Các cái đầu cút nối thì về nhà các bác nối như này cho em này. Đấy, các cái đầu vòi nối nó đều nối được vừa hết nhá, đều nối được hết. Đấy, rất là dễ sử dụng thôi. Đó, rất đơn giản. Đây em sẽ có video cho các bác xem. Vòi tăng đây, áp lõi đồng cao cấp có 3 chế độ tặng kèm. Cái này vòi tăng áp lõi đồng cao cấp có 3 chế độ tặng kèm van siết. Lực nước được tăng gấp 300 lần so với thông thường. Anh chị có thể rửa sân, rửa xe máy, tưới rau, rửa xe ô tô. Bên em đang siêu 40% nhanh tay đặt anh chị nhé. Đấy, con này của họ bán thì nó chỉ có cho các bác là một cái đầu siết thôi, nhưng bên em có cả đầu nối luôn. Giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái phao nước nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dạng phao nước như này. Thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước này cho em. Còn cái này là đầu xả ra. Đấy, được kết nối vào đây. Và khi nước nó nâng lên là nước ngập 1cm là đầu vòi nước sẽ tự ngắt, rất là tiện. Thì các bác có thể lắp vào các cái vị trí như là ví dụ như là van xả này, xả ra xô để các bác rửa này, test nước này, hoặc đa di năng luôn, tất cả các vị trí đều ok hết nhá. Đấy, thì các bác lên cho em đó là phao nước nhá. Đấy, lên cho em là phao nước, giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá. 70k cho một cái phao nước như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, và bây giờ thì em sẽ làm thao tác là múc nước ra cho cả nhà xem. Thì nước lại tiếp tục dâng lên nhé, và cũng đang gọi là chạm vào van thao cơ 1cm là sẽ tự động ngắt. Thì vì cái chế độ cấp nước và ngắt nước tự động này rất là tiện lợi đúng không ạ? Rồi mọi người nhìn nè, thì hiện tại là nước đang dâng lên nha, và chạm vào van thao cơ 1cm nữa thôi là sẽ tự động ngắt nhé. Và bây giờ thì em sẽ làm thao tác là múc nước ra cho cả nhà xem. Thì nước lại tiếp tục dâng lên nhé, và cũng đang gọi là chạm vào van thao cơ 1cm là sẽ tự động ngắt. Thì về cái chế độ cấp nước và ngắt nước tự động đấy, rất là tiện các bác nhá. Đấy, rất tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con thước laser các bác nhá. Đấy, thước laser. Thì con này bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, và con này cũng siêu tiện dụng luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái thước như này. Đấy. Một cái thước như này các bác này. Đấy, một cái thước như này thì rất là tiện các bác này. Đấy. Con này là nó dòng đa di năng luôn. Đây là cái phần cản pin các bác. Giật cái cản pin ra cho em, bật công tắc lên. Đó, bật công tắc lên thì cái phần laser nó sẽ hoạt động nhá. Đấy, đây. Đây, laser này các bác. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là hai tia nhá. Tia đứng, tia nằm và tia dấu cộng nhá. Dấu cộng là tia lấy góc vuông đấy. Đấy thì các bác gạt ở đây cho em để mình sử dụng này, rất là tiện luôn. Đó, đây. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con 90.000 cho một con thước laser như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Ngoài tia laser đây, đấy, tia laser này các bác này, rất là rõ luôn nhá, rất rõ luôn. Đó. Thì sẽ còn có cho các bác là đây. Đây tia này là tia này là tia nằm này, đấy. Tia này là tia đứng này, và giữa này thì sẽ là hai tia này. Đấy, các bác thấy không? Đây rất rõ luôn nhá, rất rõ luôn, các bác thấy không? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái mực nước nữa này. Đứng, nằm và nghiêng. Đấy, một cái thước đo 15cm và một cái thước rút 2m. 2m, 2m rưỡi gì đấy. Đây. Đấy, một thước rút 2m, 2m rưỡi nữa. Bóp nó sẽ vào. Đấy, rất tiện dụng luôn. Giá thì một cái con thước laser như này bên shop đang gửi tới anh em các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Giá rất yêu thương cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90k. Lên mã giúp cho em đó là thước laser. Thước laser nhá. Thước laser 90k một em. 90.000 cho một em thước laser như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh. Giá thì chỉ có 40k một chiếc này thôi. 40k cho một em như này.
chuyên dùng để chống giật bình nóng lạnh, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Về nhà các bác chỉ cần kết nối với cái dây dẫn nước bình nóng lạnh cho em là xong. Chống giật bình nóng lạnh 40k một chiếc, các bác mua thì phải mua cả đôi nhá. Đấy, dùng cho em cả dây nóng cả dây lạnh luôn, 40.000 một chiếc. Đây em sẽ có cái video luôn. Lắp đặt ở đầu ra nước. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào từng chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào từng chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Đấy, rất ngon, mà giá chỉ có 40.000 thôi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi cam xanh. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đây nó sẽ là một cái đầu vòi nước rất là tiện ích các bạn. Đấy, nó sẽ là một cái mẫu vòi nước siêu tiện ích luôn. Đây các bạn này. Đấy. Đây. Qua theo đây nha. Đó. Chia ra cho các bác hai đường nước luôn. Hai đường nước vào đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu gen xoáy như này. Đầu gen xoáy này để các bác có thể kết nối với các cái đầu nguồn nước khác cũng ok. Lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Lên theo là vòi cam xanh, giá sẽ là 50k. Vòi cam xanh, giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một chiếc vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy mài gót chân nhá. Máy mài gót chân. Đây nó sẽ là một cái máy như này. Đấy, có kèm cho các bác là một dây cáp sạc và thêm cho các bác một viên đá nữa. Đây. Các cái phần chân tay các bác dùng mà nó lâu ngày nó bị da khô nứt nẻ này. Đấy. Thì các bác dùng cái máy này các bác mài đi chưa. Đấy. Đây các bạn, rất là tiện luôn nhá. Đó. Con này nó yếu pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy. Bên shop đang gửi tới các bác một cái máy mài gót chân như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cái máy mài gót chân như này. Lên cho em là máy mài gót chân. Mài gót chân này. Máy mài này. Máy mài gót chân nhá. Gót chân giá sẽ là 100k. Bên shop có bán cả cao ngựa luôn. Cao ngựa thì sẽ là 30.000 cho một lọ. Cầm anh lọ cao ngựa đây nào. Cao ngựa thì sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái kíp cao ngựa. Đây. Đây. Đấy, cao ngựa đây các bạn này. Đấy, đây cao ngựa đây. Sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Đây. Đấy, về nhà các bác bôi vào cho em thì nó giúp cho các bác là vừa là làm mềm. Đấy, và tái tạo các cái phần da bị lâu ngày nó bị khô. Đấy, bị khô. Khô nứt nẻ. Giá sẽ là 30k cho một lọ cao ngựa nhá. 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai sơn inox nhá. Sơn inox. Đấy. Nó gọi là sơn inox tại vì là đây của nó sẽ là thành phần của nó là inox. Đấy. Khi các bác dùng thì nó rất là tiện. Đấy. Thì con này các bác chuyên dùng để mình phủ các cái loại sắt bị han gì đi, hoặc là sắt bình thường các bác cũng dùng phủ được hết đây. Đấy. Nó sẽ là một cái lớp inox như này. Đó. Và dòng này của nó sẽ là inox 318 nhá. Inox 318. Đây. Thì khi các bác sơn phủ lên nó sẽ như này, rất là tốt luôn. Chống rỉ, chống ăn mòn và chống rỉ sét rất là tốt. Màu của nó là màu inox. Màu inox nhũ bạc như này, rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho một chai cho một cái lọ sơn inox như này. Lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k trong bình sơn inox như này. Tiếp theo thì nay bên shop rồi cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy thái rau nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy thái rau. Máy thái rau bằng tay. Đấy, con này thì nó sử dụng bằng tay thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Đây là cái cặp lưỡi của nó này. Lưỡi thì sẽ là có là lưỡi sợi tròn, sợi dẹt và thái lát nhá. Thái lát đó, rất là ngon. Về nhà các bác chỉ lắp ráp vào là sử dụng thôi. Giá thì sẽ là 100.000. Cái này 100 à?
100.000 cho một con máy thái rau như này, giá rất hợp lý các bạn. Đây 100.000. Đây mã giúp cho em đó là máy thái rau nhá. Máy thái rau. Giá sẽ là 100k. 100k cho mấy em máy thái rau như này. Đây em cũng có cái video cho các bác xem thực tế luôn. Đây các bạn này. Bạn có thể dùng để bào sợi rau củ quả, nghiền tỏi ớt. Nó là cứu cánh của tôi trong công việc nhà bếp, nhanh, sạch sẽ và không lo bị đứt tay. Điều quan trọng là hình dạng được cắt ra tốt hơn và nhanh hơn so với hình dạng được tạo ra bằng dao. Và nó cũng rất dễ dàng để làm sạch. Máy cắt rau củ này không chỉ dùng để chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Đó, rất là ngon luôn, giá thì chỉ có 100.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mẫu sản phẩm của thương hiệu iPhone. Đầu tiên nó sẽ là sạc nhanh nhá. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Dòng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max, một củ sạc qua 1 giây. Một củ sạc qua 1 giây. Đấy. Đấy, iPhone của táo các bác này. Đây. Dòng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này. Đây. iPhone 14 Pro Max này, đó. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là củ sạc đa năng. Đây. Cũng dòng của iPhone 14 Pro Max. Đây. Đó, củ sạc đa năng nhá. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Đấy, con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện và nó sẽ có hai chân Type-C và hai chân USB, đều là dòng sạc nhanh hết nhá. Đó, iPhone 14 Pro Max. Đó. Giá sẽ là 80.000 cho cái củ sạc đa năng như này. Đấy, các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Giá sẽ là 80k. Thì các bác lên đúng tên đúng mã cho em nha, tại vì khi quay thì em đã quay hai cái cùng nhau rồi. Thì các bác chỉ cần lên đúng tên là được. Cái này nó sẽ là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng nhá. Giá sẽ là 80.000. 80k cho con củ sạc đa năng như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên em về cho các bác sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa. Thì đây nó sẽ là một cái dòng như này, bao gồm cho các bác là một đầu như này để các bác lắp vào đầu máy khoan máy mài, máy khoan máy khoan pin, khoan điện và ba cái lưỡi cưa như này. Đó. Rất tiện ích luôn, combo cho các bác đầy đủ. Về nhà các bác chỉ cần lắp và sử dụng thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là, lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa. Giá sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là đầu chuyển cưa này. Rất rẻ các bạn, chỉ có 80k trong cái đầu chuyển cưa như này thôi. 80.000 trong cái đầu chuyển cưa như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Bác Thảo thích thôi ạ. Như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa. Để nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi thích hợp. Công việc cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ. Tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Đó, rất là ngon. Con này các bác dùng chuyên để cắt gỗ chứ ạ. Rất tuyệt vời luôn nha. Đó, 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con sản phẩm, đó là cái con massage chân nhé. Lên cho em là thảm massage chân. Đấy, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tấm thảm như này, một máy sung điện này và một dây sạc. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 60.000 thôi nhé. 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thảm massage chân. Giá sẽ là 60.000. Con này thì nó dùng là bằng massage sung điện. Đấy, massage sung điện dùng cực kỳ là thích luôn. Đó, và các bác về mình sử dụng thì rất là ngon. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn nha. Đấy. Giá của nó sẽ là 60k nha, 60k. Các bác lên mã giúp cho em đó là thảm massage chân nha. Thảm massage chân này. Thảm massage chân. Giá sẽ là 60k nha. 60.000 cho mấy em thảm massage chân như này. Đây em sẽ có video luôn. Đây. Công nghệ Nhật đang là sản phẩm chăm sóc sức khỏe được nhiều người ưa chuộng và cả chức năng rung xoa bóp từ nhà để mang sao sự thoải mái cho người dùng. Ưu điểm của thảm là massage trị liệu cho ngón chân, bàn chân, kết quả massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi đau nhức, giảm đau khớp, làm tăng mật thương, điều trị những mất ngủ, giảm nguy cơ đột quỵ, tăng lưu lượng máu. Đó, rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Rồi ok.
Hello các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nha. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các ma hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trúng đơn, nhận hàng kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái thước rút các bác nhá. Thước này thì bên em lên nó là thước móc khóa, nó sẽ có cho các bác là hai màu. Màu trắng và màu vàng như này. Đấy, màu trắng bạc và màu vàng gold như này nhá, hai màu rất là đẹp luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Chiều dài của nó là 2m và chiều ngang của nó sẽ là 6mm, tức là nó vào hơn 5 ly một tí các bác. Đấy. Và con này thì rất là đẹp, nó có thể quấn tròn như này. Thì các bác có thể mua về để mình sử dụng làm thợ, làm nghề, làm vặt khi mà mình cần phải đo nhanh. Các bác đeo vào cái móc khóa này luôn. Sau đó thì mình thẩm định, mình đo lấy kích cỡ, nó rất là tiện nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Thước móc khóa, giá của nó sẽ là 50k một chiếc móc, thước móc khóa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tô vít V10 nhá. V10, con V10 này là bao nhiêu? Giá sẽ là 130.000 con V10 như này nhá. 2 này, 4 này, 6, 8, 10 đầu tô vít như này nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 10 đầu tô vít to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ, các bác chỉ cần sập vào là mình sử dụng thôi. Đó, sau đó thì mình xoáy này cho em này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều và có xoay 180 độ được luôn nhá. Xoay 180 độ, các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Và dùng thì ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là tới 10 đầu vít như này nhá. Rất tiện luôn. Đó. Thì các bác sử dụng nó rất là thích. Đấy. Giá sẽ là 130k. Lên cho em là V10 nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó, các bác lên cho em là V10 này. V10 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ chốt cửa tự động nhá. Đây nó sẽ là dòng chốt cửa. Các bác dùng cho cửa nhà, cửa nhỏ này, cửa tủ này, cửa chuồng trâu, chuồng chó, chuồng mèo các thứ, các cái cửa nhỏ các bác chỉ cần lắp vào, sau đó thì mình đẩy vào nó sẽ sập nhá. Và khi các bác mở ra thì chỉ cần đẩy này nó sẽ ra luôn. Giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy, nó rất là đơn giản, về nhà các bác bắt vít vào cho em, sau đó thì mình sập vào thôi. Đấy, cửa chuồng trâu, chuồng bó, chuồng chó, chuồng gà. Đấy, đây các bác này. Cửa tủ, các cái cánh cửa tủ các thứ rất là tiện này. Đấy, chỉ cần sập vào là nó tự đẩy vào nhá. Khi mở ra thì mình kéo tay ra cho em. Còn khi đóng vào thì mình chỉ cần sập vào là nó tự nó sập lấy. Đấy, nó có cái hệ thống lò xo rất là tiện. Giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn học chống cận nhá. Đây nó sẽ là một con đèn học chống cận siêu tiện ích luôn. Và dòng sử dụng bằng pin, công suất của nó sẽ là, con này công suất của nó là 10W này. 10W sử dụng từ 2W đến 10W và sử dụng là dây sạc nhá. Đấy, đây sẽ rất là tiện ích như này nhá. Đấy, các bác về chỉ cần bật này cho là nó sẽ sáng này. Đây, rất sáng luôn nhá. 10W nhưng mà rất là sáng này. Đấy, nó có sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và con này thì các bác có thể xoay như này. Đấy, gập lên gập xuống nó rất là tiện ích luôn. Mình dùng để làm đèn đọc sách này hoặc là sử dụng đa chức năng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một hộp bút ở đây. Đấy, có một hộp bút ở đây các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần đẩy xuống như này thôi. Lắp cho hộp bút này vào rất là tiện luôn. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một em đèn học chống cận như này. Đấy. Lên cho em là đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100 cành nhá. Đấy, 100k cho em đèn học chống cận như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đèn học chống cận này. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k một em, 100.000 một em như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng viên thả bồn cầu như này. Ở đây thì một hộp này của nó thì sẽ bao gồm là một túi này là 10 viên. Thì các bác dùng các bác thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình thôi. Nó rất là tiện luôn. Đó. Mùi thì của nó khá là thơm luôn. Thì các bác thả vào cái bồn cầu thì nó sẽ ra cái nước màu xanh. Đấy thì con này nó rất là nhiều công dụng nhá. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn. Giá sẽ là 15k trên một túi. Lên trên là túi thả bồn cầu. Giá sẽ là 15.000 cho một túi thả bồn cầu như này, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá, tăng đơ 9D. Con này thì giá siêu tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. Hàng này thì nó rất xuất đi khá là nhiều nước luôn này. Anh, Pháp, Mỹ, Ả Rập rồi châu Âu các bác nhá. Đó. Và giá sẽ là 95.000 và dòng này nó sẽ là một cái dòng siêu đa di năng luôn. Siêu đa di năng luôn nhá. Đấy. Ở đây thì combo của nó sẽ có cho các bác là một thân máy như này này. Một thân máy này, đấy, một cái chổi vệ sinh này. Đấy, và một cáp sạc này. Đây. Đấy và đây là cái đầu để cạo râu này. Đấy, cạo râu này các bác này. Đấy, cạo rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Râu đứt xèn xoẹt luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Râu đứt xèn xoẹt luôn các bác. Cạo thì rất là thích luôn, râu đứt xèn xoẹt luôn đây này. Đấy, em mở ra này. Râu đứt đầy trong này các bác này. Đó.
hệ thống lưỡi kép nhá, mỗi cái này là 1 2 6 lưỡi, mỗi cái này là 6 lưỡi rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình cạo râu này rồi nó có rất là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đây, thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chức năng nhá, rất nhiều chức năng cho một cái con máy cạo râu như này luôn. Đấy, ở đây nó sẽ có đầu này thì nó sẽ là ba đầu cho các bác luôn. Tỉa lông mũi này rồi là cắt tóc này, chấn viêm này rồi massage thứ nhá. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đài FM của Nhật. Con này thì hàng bên shop bán rất là nhiều rồi. Và dòng này nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng cho các bác luôn. Nó sẽ là vừa là đài FM và kèm thêm cho các bác là một cái đồng hồ luôn. Đồng hồ thì về nhà các bác tháo cho em cái miếng xốp ở đây ra này, sau đó thì bật lên là đồng hồ sẽ chạy này. Đấy, đồng hồ thì nó đang chạy đây rồi. Đây thì nó sẽ có tích hợp cho các bác là một dây sạc và một cái viên pin. Pin này là pin 16850 nhá, và một dây sạc này. Đấy thì các bác dùng hết các bác có thể sạc pin vào. Để mình sử dụng thì con này mình sử dụng thì mình không cần phải cắm điện trực tiếp mà mình sạc pin, kéo râu lên cho em, sau đó thì mình bật này. Đấy, bật cái này thì nó sẽ là vừa volume này. Đấy, volume vừa là bật nguồn luôn mà các bác dò đây cho em này. Đấy, các bác dò đây cho em. Đây, mình dò đây. Đấy. Thì các bác để cho em chế độ FM nhá. Đấy, FM. Sau đó thì mình bắt đầu dò. Dò là nó sẽ ra thôi. Đây, cái này. Đó. Nhưng mà trong những thảo dược và đông y thì nó có ba cái nhược điểm rất quan trọng khi chúng ta sử dụng, chúng ta biết. Đấy. Đấy, con này ngoài nghe đàn thì em giới thiệu thêm cho các bác một cái chức năng đó là MP3 nhé. MP3 thì các bác có thể kết nối điện thoại để mình nghe MP3 cũng rất là hay. Đấy, lên mã giúp em cái mã này, nó là đài FM. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. 260.000 cho con đài FM này các bác nhé. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đã bao gồm phí ship này, đài FM này. Đài FM 260k. Đó. Tiếp theo thì một cái mã sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con máy súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Nó sẽ bao gồm là một súng như này và có cho các bác là tới 4 đầu luôn. Đấy, đầu tròn, đầu tày rồi đầu chữ Y như này. Về các bác giữ lì này cho em này. Giữ lì này sẽ lên này và các bác đẩy lên nó sẽ có 6 cấp độ rung này. Đó, 6 cấp độ rung như này. Đấy, bấm vào đây. Và các bác giữ lì nó sẽ tắt nhé, này các bạn. Máy nó dùng rất là mạnh luôn nha. Dùng rất là mạnh luôn và nó đánh vào các cái phần bắp thịt này. Đấy các bạn này. Đấy. Đốt sống lưng, đốt sống cổ, vai gáy này rất là tốt luôn. Thì các bác đau mỏi cổ, vai gáy, đau lưng, các bác có thể sử dụng cái này để massage. Anh em các bác cũng có thể mua để mình làm quà cho cha, cho mẹ. Rất là ok. Đó. Giá thì rất hợp lý cho bác nhé, chỉ có 160.000 thôi. Cái này 160 tươi hay 170? 170 các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn đấy. Đấy, nó hình khẩu súng như này. Hình khẩu súng như này lên cho em là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn này. Súng thư giãn giá của nó sẽ là 170k nhá. 170.000 cho con súng thư giãn như này. Có lên cho em tên là súng thư giãn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cân, cân sức khỏe hàng của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, con này thì rất là tiện. Đấy, nó có kèm cho các bác là hai viên pin luôn. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là ngon luôn này các bác này. Đấy. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Rất là ngon cho các bác luôn nhá. Con này thì
Về nhà các bác tháo cái nắp này ra này, sau đó lắp cho em cái viên pin này vào. Giá thì một cái cân sức khỏe này đổi cho anh cái biển kia đi. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, 100.000 cho một con cân như này các bác này. Đấy. 100k cho một cái cân như này, rất tiện ích luôn. Đây, lắp cho em cái này vào này. Đó. Lắp vào sau đó thì các bác ở đây nó có cái nút nguồn này. Đấy, nút nguồn khi các bác dùng thì các bác không dùng thì các bác kệ nó tự tắt, còn khi các bác dùng các bác nhấn cái nút nguồn lên cho em. Đây. Để em thử cân luôn xem là tình hình sức khỏe, cân nặng sau khi qua ăn chơi Tết nó sẽ là bao nhiêu. Đấy. Đấy, tình như cân nặng của em thì khá là bình ổn. Đấy, khá là bình ổn luôn. Có cả nhiệt độ luôn nhá. Đây, cân nặng của em đợt này chỉ có 65 kg thôi. Hơn 65 cân một chút các bác nhá. Đó, hơn 65 cân một chút. Và giá thì sẽ là 100.000. Và con này có cả cập nhật nhiệt độ luôn nhá, cả cân nặng, cả nhiệt độ luôn. Đây. Đấy, 23 độ C miền Bắc, hiện tại đang 23 độ C và hôm nay là ngày hôm nay là ngày mùng 7 Tết nhá. Đó, ngày mùng 7 Tết, nhiệt độ là 23 độ C. Bà con nông dân thì đã bắt đầu xuống đồng. Đấy, anh em công chức thì công nhân công ty thì đã bắt đầu đi làm và nhà em thì cũng bắt đầu bán hàng trở lại. Thì qua mùa xuân mới thì gửi tới các bác một năm mới, cái lời chúc Tết, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Đấy, và tấn tài tấn lộc tấn bình an. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái này, thì các bác lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe giá sẽ là 100k theo mã cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái tăng đơ lược này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái mã tăng đơ, bao gồm cho các bác là một con tăng đơ rất là ngon như này. Đó. Một con tăng đơ rất là ngon luôn. Đó, rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Có dây cáp sạc cắm trực tiếp điện 220 nhá. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là điều chỉnh cữ này. Đấy, điều chỉnh cữ. Các bác có thể điều chỉnh được hết nhá. Đấy, và con này dòng này của nó ưu điểm là không ăn da. Đấy, không ăn da cho nên các bác dùng nó rất là an toàn. Đó, đây. 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 Đấy, em băm bổ thoải mái luôn nhá, không ăn da luôn. Đó. Và nó cũng có cho các bác là 4 cái cữ như này. 4 cái cữ như này để các bác mình sử dụng này. Đấy, để mình cắt tóc cho trẻ em rất là ok luôn, lắp vào phát là xong. Đó. Cắt cho trẻ em. Đây. Và cái cữ này thì nó cũng có cái để mình đẩy lên cho em. Đó. Để mình lắp vào mình sử dụng rất là tiện nhá. Đây. Giá thì tăng đơn lượng là bao nhiêu nhỉ? Giá là 110.000. Có kèm cho các bác một cái lược như này. Đấy. Và một cái chổi vệ sinh nữa. Đấy. Thì các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 cho một con tăng đơ như này. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ lược nhá. Đó. Đây. Các bác lên cho em là tăng đơ lược này, tông đơ lược. Tông đơ lược. Giá sẽ là 110k. 110.000 cho con tăng đơ lược như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao này. Đấy. Bộ dao thì đây nó sẽ là bộ ba dao cán gỗ. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, 260.000 cho một bộ ba dao cán gỗ. Lên mã giúp cho em là bộ ba dao cán gỗ, bộ ba dao cán gỗ. Giá sẽ là 260k nhá, 260.000. Đấy, 260.000 cho một bộ ba con như này. Đây, thì em sẽ giới thiệu cho các bác lần lượt từng con một. Đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt nhá. Con dao chặt này thì cân nặng của nó khoảng 5 đến 7 lạng. Hàng về theo lô, có lô thì 5 lạng, có lô thì 7 lạng. Đấy, thì em cũng giới thiệu thế cho nó chắc cú. Bản của nó cực dày luôn, bản của nó cực dày luôn nhá. Và con này của nó thì nó là thương hiệu Seki Japan này và có made in Japan khắc chìm luôn. Đây, made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó, đây là made in Japan này, chữ của nó là chữ Nhật. Giống như của chữ Việt Nam mình ấy, họ không in là made in Việt Nam mà họ in là sản xuất tại Việt Nam. Thì đây họ cũng in là sản xuất tại Nhật, đấy, made in Japan. Đó. Con này sẽ là 180.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ này. Đấy, lên cho em là dao chặt gỗ nhá, chặt gỗ. Giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cho con này. Tiếp theo là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80.000. Đấy. 80.000. Đây. 80.000 các bạn, dao siêu bén cho các bác luôn. Đấy. Đấy.
dao siêu bén luôn các bác này. Đấy. Dao của nó thì siêu bén này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Rất là bén luôn các bác nhá. Đó. Con này dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đấy. Dao rất là bén luôn. Đó. Con này các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con dao thái gỗ như này. Chiều dài của dao là 30 cm. À, 30 cm và bản của nó là khoảng 4 cm rưỡi. Đấy, chiều dài 30 bản 4 cm rưỡi. Lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ. Giá sẽ là 80k, tức là nếu mà các bác mua cả bộ ba con thì con này 180, con này 180 là 260 bao ship rồi, là các bác được tặng kèm thêm một con này nữa. Đấy. Thì con này các bác lên mã giúp cho em là dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một em dao gọt gỗ như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Asaka Japan. Đó, cũng siêu bén luôn các bác này. Đó. Rất là bén luôn nhá, rất bén luôn các bác thấy không? Đó, rất bén luôn. Đấy thì con này sẽ là 40.000 nhá. Con này thì các bác lên cho em là gọt gỗ 40k. Đó. Gọt gỗ này. Gọt gỗ, giá của nó sẽ là 40k. Mua combo 3 con này là 260.000, mua con này được tặng thêm con bé này nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho anh em các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn mặt các bác này. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc. Một bịch này là 10 chiếc, giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 một bịch 10 chiếc, tức là tính ra vào có 6.000 một chiếc này thôi. Đó. 60.000 bịch 10 chiếc, còn các bác mua lẻ thì bên em bán sẽ là 20.000 ba cái nhá. 20k bằng 3 cái này. Đấy, còn mua cả bịch này thì sẽ là 60k. 60k trên 10 cái. Đấy, 60.000 trên 10 cái. Còn mua lẻ này thì sẽ là 20.000 ba chiếc. Bên em bán từ 3 chiếc trở lên. Đấy. Khăn này của nó thì nó sẽ là bằng sợi bông tự nhiên, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Các bác có thể mua về thì đầu tiên các bác dùng để mình rửa mặt này, vệ sinh mặt mũi. Ngoài ra thì các bác có thể dùng các cái chức năng khác như là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, rồi nói chung là lau đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho 10 chiếc. 60.000 cho 10 chiếc thôi nhá. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy. Ngoài ra thì ngoài khăn mặt thì bên shop có về cho các bác cái dòng khăn tắm này. Đấy. Khăn tắm của Hàn Quốc đây. Đấy. Thì con này nó sẽ về thì nó sẽ có cho các bác là màu lẫn như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là dòng lẫn màu như này. Nó lẫn màu này các bạn. Đấy, lẫn màu như này chứ không có nguyên một màu đâu. Đấy. Nhưng mà cái dòng này của nó thì nó khá là dày dẫn các bạn, khá là dày dẫn và to. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m4. To lắm, các bác dùng làm cái khăn tắm rất là thích. Đấy, kích thước 70 1m4. Rất to luôn, anh em các bác thấy không? 70 1m4, to khủng khiếp luôn. Đó, chùm kín cả người luôn. Có dây đai như này để các bác đeo này, rất là tiện nha. Đeo lên nhà tắm rất là tiện này. Đó. Giá thì bao nhiêu? Một cái giá cực kỳ sốc và ưu đãi cho các bác luôn. 40.000 cho một cái khăn tắm như này. Đấy. Các bác đi được mua được ở đâu một cái khăn tắm đẹp như này? Bằng sợi bông tự nhiên, thấm hút nước tốt. Mà cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ và ưu đãi cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc. Giá sẽ là 40 cành một em. Đấy. Giá này thì nó gọi là giá siêu hạt rẻ rồi. Giá siêu hạt rẻ rồi, khăn tắm Hàn Quốc. Giá sẽ là 40k nhá. 40k, kích thước của nó 70 x 140 cm. Rất to luôn. Rồi, ok. Hello các bác nhá, em lên một số các cái mã đồ thuốc của bên em. Đấy, những cái mã này thì bên em bán rất là nhiều rồi và khách cũng dùng rất là nhiều, rất là ok. Để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hãy lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhé. Thuốc đau xương khớp này, con này thì sẽ là 40.000 cho một tiếp như này. Hàng này chuyên trị đau xương khớp nhé. Được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ này. Các bác dùng thì con này nó rất là đa di năng luôn. Chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đó, và nó là thuộc cái dạng kem trắng nhé. Các bác bôi thì nó khá là nóng luôn và nó chuyên trị đau xương khớp rất là tốt. Còn đau xương khớp này thì nó rất là tiện ích các bác sử dụng. Giá rất là ok cho bác luôn, 40k cho một cái tip trị đau xương khớp như này. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác cái thuốc bôi trĩ nhá. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em. Đó, trĩ nội trĩ ngoại rồi các bác bị co bối trĩ rồi xa bối trĩ các thứ là dùng được hết nhá. Đó, chuyên trị các cái dòng về trĩ, hàng y học cổ truyền rất là tốt cho bác luôn, hàng của thương hiệu Ditami các bác này. Đấy. Con này thì sẽ là 30.000 cho một cái típ thuốc trĩ như này. 30.000 cho một típ thuốc trĩ như này nhá. Đấy, thuốc trĩ này thì bôi khá là hiệu quả luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào nấm ngứa. Đấy, vẩy nến acid thì các bác bơi hết vào đây cho em. Con này sử dụng cũng rất là hiệu quả luôn, nó cũng là thuộc dạng típ kem bôi như này. Đây các bác này. Đấy. Hàng đều là hàng gia truyền cực kỳ là lâu đời luôn các bác nhá. Đấy, em bán thì có những bác là mua cả chục típ, 20 típ với cái thuốc long ben hắc lào này luôn. Đấy. Thì con này dùng cũng rất là hiệu quả luôn nhá. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ các bác nhá. Đấy. Thuốc trĩ. Giá thì xin lỗi các bác là hắc lào long ben nhá. Giá sẽ là 25.000. Đấy, chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến các thứ acid các bác bôi khỏi hết cho em, các cái bệnh ngoài da nhá. Đây, giá này sẽ là 25.000 cho một cái thuốc hắc lào long ben như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 100ml. Các bác chuyên dùng cho em. Con này thì các bác bị đau mỏi vai gáy này. Đấy, cổ tay, cổ chân và vai gáy đốt sống thì các bác dùng con này cho em. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc. Made in Korea. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Hàn Quốc. Con này thì dùng rất là tiện và an toàn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi cổ, đốt sống lưng và vai gáy này. Đấy, khớp gối này, khớp vai này, khuỷu tay này, rồi đốt sống cổ này, đốt sống lưng này, dùng rất là tiện cho em. Hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Đấy, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, con này chuyên trị cho các bác rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40.000 cho một típ một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp rất là tốt luôn, hoặc là mùa đông như này thì các bác dùng để mình xoa lên bàn chân trước khi đi ngủ để nó làm nóng bàn chân cũng rất là tốt luôn nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng dán ngải cứu nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. Đây nó sẽ là dòng miếng dán và nó sẽ là dòng miếng dán cao nóng như này. Thì các bác bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên các cái phần bắp tay, bắp chân rồi cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ nhá. Các bác bị đau nhức cổ thì các bác dán lên cho em. Đây. Đấy, nó chuyên dán lên cổ các bác này. Đấy, chuyên trị để dán lên cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ các bác bị đau đốt sống lưng, đốt sống cổ, dán con này cho em rất hiệu quả luôn. Hàng nóng cực kỳ là nóng luôn, nóng siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, các bác dùng nó rất là nhạy. Và được chiết xuất từ ngải cứu và các loại thuốc của Nhật rất là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. Lên cho em là dán ngải cứu sẽ là 25.000 cho một típ như này, bao gồm là 12 miếng nhá, 12 miếng. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Các bác lên cho em là dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Thì nếu các bác dùng một lần hai chân thì sẽ là được 25 lần các bạn, 25 lần. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 50 miếng nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bịch miếng dán như này và một cái bịch thuốc như này. Đấy, 50 gói thuốc và 50 cái miếng dán, các bác về bóc vào cho em, sau đó thì mình dán lên trực tiếp lên các cái phần gan bàn chân. Đấy. Hoặc là nếu mà các bác bị đau bụng hoặc là bị lạnh bụng, các bác cũng có thể dán lên bụng được. Đấy, thì con này dùng nó rất là tiện, đặc biệt là trị cho các bác là thải độc chân rất là tốt luôn. Thì giá sẽ là 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. Lên cho em là dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh nha mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, thì giá sẽ là 40k cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này, bao gồm là 50 miếng nhá.
giá chỉ bằng một bát phở thôi. Lên mã giúp cho em là dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Đấy. Các bác đọc đủ tên cho em, nó nhiều bác thì lại đọc là miếng dán ngải cứu cho lại nhầm sang cái này, nó rất là lằng ngoằng nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái chai xịt, thì các bác lên cho em là xịt hôi giày nhá. Đấy các bác, xịt hôi chân này. Đấy. Thì chân các bác đi giày đi tất nhiều nó bị hôi thì các bác dùng cái chai này cho em, lắc đều lên này, sau đó thì mình xịt trực tiếp lên giày tất như này. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này và khử mùi hôi, chống mùi hôi rất là tốt luôn. Đó thì các bác xịt trực tiếp lên giày tất cho em. Một chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 260ml. Các bác xịt trực tiếp lên phần giày cho em như này, dốc ngược lên mình xịt lên giày cho em. Đó. Lên cho em là xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân. Xịt hôi chân này. Xịt hôi chân giá của nó sẽ là 35k cho một bịch như này thôi, 35k cho một lon như này nhá. 35.000 cho một cái bình xịt hôi chân như này, rất là tiện. Đó thì giày tất này, các bác bị hôi các bác xịt trực tiếp lên bàn chân hoặc xịt lên tất hoặc là xịt lên trong vào trong giày nhá. Đây các bác nhá. Chỉ mấy đứa hôi chân mới sử dụng cái bình xịt này thôi chứ gì. Nói bảo ít học thì lấy tự ái. Sự thật thì càng những người sạch sẽ thơm tho thì họ lại càng hay sử dụng những sản phẩm như thế này. Trời thì nắng nóng, ai đi giày dép mà chẳng có mùi. Trai hay gái thì cũng thế. Muốn cho giày dép thơm tho thì cầm cái bình xịt khử mùi giày Nhật Bản này, dốc ngược chai rồi ấn. Với công nghệ AG cộng kết hợp với mùi quải hương sẽ loại bỏ mùi khó chịu trong đôi giày của bạn. Và đương nhiên là có thể xịt trực tiếp vào lòng bàn chân để ức chế khả năng gây mùi. Bạn sẽ cảm thấy khá là mát lạnh. Ngày 2 lần sáng tối thì khoảng 10-15 ngày mới hết. Anh em nào cần nhanh tay bấm cửa hàng. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Giá chỉ có 35k cho một cái chai xịt hôi chân các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một chiếc. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, đây các bác này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đó. Đây. Made in Japan các bác này. Nội địa của Nhật made in Japan luôn. Con này thì giá sẽ là 160.000. Cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Có lẫy khóa như này nhá và lò xo chữ V nhá. Các bác có thể tháo ra thay thế rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo hộp đỏ này thôi. Bên cho em là kéo hộp đỏ 160.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Thì đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Bên em có kèm sẵn viên pin cho bác rồi, về chỉ việc lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp thì các bác lắp cho em là đúng 12 giờ trưa để nó lên 12 giờ là các bác khỏi phải lấy giờ luôn. Đấy, cứ lắp đúng 12 giờ trưa là nó sẽ lên 12 giờ như này nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ cả độ ẩm luôn và lắp cho em đúng 12 giờ trưa nhá. Độ ẩm hôm nay miền Bắc rất là cao, 99%. Đấy, nhiệt độ là 22,3 độ C và đang là 12 giờ. Đấy thì các bác cứ lắp đúng 12 giờ trưa cho em. Con này thì giá sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k. Đấy, lên cho em là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k các bác. Đó, 90k trong con đồng hồ nhiệt kế như này. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Tiếp theo nay bên shop còn hai cái đồng hồ kìm đa năng nữa nhá. Đấy. Đồng hồ kìm vạn năng. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 210.000 thôi. 210.000 cho một con đồng hồ kìm vạn năng như này và bao ship cho các bác luôn. Đây đầu dây này. Đấy, sẵn pin cho bác như này và có kìm để cho các bác dùng để mình đo điện rất là tiện ích luôn. Lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng nhá. Còn hai con nữa. Thanh lý nốt cho các bác 210.000 một chiếc. 210.000 cho một chiếc đồng hồ kìm vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kèm đánh răng thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Nhật và của Hàn nhá. Đấy, thì các cái loại thuốc thì em cũng để kèm đánh răng vào cùng cái mục này luôn. Đó, kèm đánh răng của Hàn, hàng made in Korea. Đây, made in Korea các bác nhá. Đây. Made in Korea các bác này, Hàn Quốc 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40.000 cho một típ kem đánh răng của Hàn Quốc như này nhá. Lên theo là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo là kem đánh răng Nhật chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, hàng made in Japan 170g. Giá thì sẽ là một típ như này, giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng của Nhật như này. Đây, made in Japan nhá. Đó, 170g. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, dùng rất là tốt luôn. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì sẽ là 60k cho một típ kem đánh răng Nhật như này. 60k. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng 60.000. Còn kem đánh răng của Hàn Quốc thì sẽ là 40k nhá. 40k. Rồi, ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Vấn lại tiếp tục chương trình quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các cái mã đồ kim khí để lên trân trọng gửi tới các bác, cũng là khai xuân đầu năm luôn.
Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thành công trên bước đường học tập như công tác của mình. Đây là các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Em lên cho các bác một số cái mã khò ga này. Khò ga thì bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là có 3 mẫu cơ bản như này. Đó, 3 mẫu cơ bản các bác nhá. Đây, đây nó sẽ là 3 mẫu khò ga của bên em này. Thì đầu tiên này em lên cho bác cái khò ga đồng này. Con này thì về nhà các bác phải mồi, nó không tự động đánh lửa. Nhưng mà con này thì nó là dòng khò ga đúc, cho nên là nó rất là chắc và nó bằng đồng hết, đúc rất chắc chắn luôn. Đó. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một con khò ga đồng như này nha. 90k. Đó, lên mã giúp cho em là khò ga đồng, 90.000 cho một chiếc như này. Đấy, tiếp theo là bên em về cho bác cái khò ga trắng này. Đấy, khò ga trắng. Dòng này thì cái lõi bên trong tiếp xúc lửa của nó là bằng đồng và dòng đánh lửa tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nha. 50k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã giúp cho em là khò ga trắng, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga đại nha. Các bác lên cho em là khò ga đại. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120k cho một con khò ga đại như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng to. Đây, cái phần tiếp xúc lửa của nó rất là lớn các bác này. Đấy, tiếp xúc lửa lớn thì rất là to. Con này thì các bác có thể dùng để mình thui gà, thui lợn, thui chân giò, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Hoặc các bác làm thợ này, hàng đều là hàng của Nhật hết nhá, Japan các bác này. Đó, con này thì sẽ là 120.000. Đấy là các cái mẫu khò ga bên em. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái kẹo chuột các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng kẹo để khi mà mình sử dụng thì nó rất là tốt luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nhập khẩu của Thái Lan nhé. Hàng nhập khẩu của Thái Lan. Đây, toàn bộ là chữ Thái hết này. Đấy, toàn bộ chữ Thái hết. Đây, màu hồng như này, rất là thu hút chuột luôn. Chuột nó đến thì nó sẽ ăn cả đàn luôn nhá. Đấy, nó sẽ đến là nó sẽ cả đàn nó ăn vào đây luôn. Đấy, thì là nó sẽ một con đến và nó sẽ dụ cả đàn đến ăn luôn, thì chết cả đàn luôn. Đấy. Và giá thì chỉ có 30k cho một hộp kẹo chuột như này thôi. 30k nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột này. Đó, kẹo chuột. Giá sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này. 30.000. Đó. Chết cả đàn luôn, con này thì cực kỳ là nhạy luôn. Nhiều bác thì chỉ có kêu là nó chết thì nó lại trong gầm tủ, gầm giường thì nó hơi khó chịu một chút, nó mùi. Đấy, còn lại là rất là nhạy luôn nhá. 30k cho một kẹo chuột như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bột thông cống này. Đấy. Tết nhất các bác dùng nhiều rồi, cái đường ống cống rãnh nhà mình nó tắc nhá, thì các bác dùng cái bột này cho em. Đó, đây nó sẽ là một cái dòng bột như này và nó sẽ là dòng bột sủi nhá. Thì các bác cứ đổ vào cái đường ống, đường cống, đường rãnh, chậu rửa mặt, chậu rửa bát, nhà tắm, toilet, tóc tai cái thứ nó đóng cặn ở đây thì các bác rửa cho em. Đấy, sạch luôn. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Đấy, bột thông cống. Đây các bác này. Đấy, đây các bác. Bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Đấy, các bác xem. Anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Đấy, các bác thấy không? Kết quả này. Ok luôn nhá. Ngoài ra nó có rất là tiện ích nhá. Đấy, thì khu vực nào tắc các bác cho hết vào cho nha. Đấy, lên cho là bột thông cống nhá. Giá thì chỉ có 25k cho một hộp như này thôi. 25k một hộp như này nhá. Về nhà các bác đổ trực tiếp lên cho em 260g này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Bột thông cống của Nhật nhá. Giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một số cái đồ kim khí này. Đấy, thì nó sẽ có là cà lê đỏ và cà lê bạc này. Đấy, dòng này đều nó là dòng cà lê 8 đầu hết nhá. Đó, cà lê đỏ và cà lê bạc đây. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác là con cà lê bạc này. Cà lê bạc này thì sẽ là 130k nhá. Đấy. 130.000 cho con 8 đầu bạc như này. 8 đầu bạc 130.000. Con này ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu này là 8 này, 10, 11 và 13. Đấy, còn đầu bên này nó sẽ là 13 đây, 14, 17, 19, 21, 14, 17, 19, 21. Đấy, thì con này các bác lên cho em là cà lê 8 đầu bạc nhá. 8 đầu bạc, giá của nó sẽ là 130.000. Còn con này thì nó thông số nó như nhau. Đấy, nhưng mà con này thì nó sẽ có màu đỏ, cho nên là em lên là cà lê 8 đầu đỏ nhá. 8 đầu đỏ, giá sẽ là 100k. Đấy, con này sẽ là 100k cho con cà lê 8 đầu đỏ như này. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện nhá. Một con cà lê mà mình có tới 8 đầu như này. 1 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, 5 6 7 8, tức là dùng một chiếc này là bằng 8 chiếc luôn. Đấy, rất nhỏ gọn, các bác có thể xoay theo kiểu trực tiếp như này hoặc là xoay theo chiều hông như này. Đấy, xoay như này hoặc là xoay theo chiều hông như này cũng được. Đó, nó rất là tiện. Đấy, nó làm nó hách ra như này thì xoay nó rất là tiện luôn. Đó, con bạc này là 130.000 nhá. Và con đỏ này thì sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con kìm chết các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm chết của Mỹ này. Hàng của thương hiệu Crotman của Mỹ nhá. Con này thì dùng siêu bền bỉ luôn. Bên shop bán rất là nhiều rồi đây. Đấy, hàng thương hiệu Crotman USA nhá, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. 100k cho một em kìm chết Mỹ như này.
Các bác lên cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000. Hàng thì hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, độ mới của nó còn phải khoảng 95%. Thép CRV không gì nhá, thép CRV không gì. Hàng này thì nó chưa qua sử dụng cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, đầm tay rất là sướng luôn. Và ưu điểm con này thì các bác chỉ cần ấn lẫy này là nó tự bật ra luôn. Đó, nó rất là tiện. Lên cho em là kìm chết Mỹ này, thép CRV không gì này, USA này, đó USA, hàng của Mỹ. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con tô vít vạn năng nhá, con tô vít vạn năng. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Ở cái đầu này thì các bác có thể lắp thêm pin vào đây. Đấy, còn lại thì em cũng không khuyến khích lắm, đa số là mình dùng ban ngày thì cũng không cần phải pin sáng làm gì. Đấy, nó có hệ thống đèn LED này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có 8 cái đầu tô vít nhá. 8 đầu tô vít thì nó sẽ có 4 đầu dẹt và 4 đầu múi thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Đây. Đấy, đầu bên này đầu dẹt này. Đó. Thì các bác dùng đầu nào thì các bác cho cái đầu đấy ra cho em. Đấy. Dẹt từ to đến nhỏ và múi cũng từ to đến nhỏ luôn. Đấy, múi cũng từ to đến nhỏ. Ngoài ra thì nó có một cái siêu phẩm là siêu nhỏ như này. Siêu nhỏ này thì các bác xoáy cái đầu ra cho em này. Đấy, xoáy đầu ra cho em. Đây. Và nó cũng có một đầu dẹt, một đầu tròn thì các bác dùng nó cũng thoải mái. Con này thì giá chỉ có cho cho các bác là 80.000 thôi, 80k. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng, tô vít vạn năng này. Tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con tô vít vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái tô vít, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tô vít xanh nhá. Đấy, tô vít xanh đây. Đấy. Thì con này nó cũng rất là đa di năng luôn. Con này thì để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt này. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít như này thì rất là tiện luôn. Đó thì các bác có thể lắp vào đây cho em này. Lắp vào đây là mình sử dụng này. Đấy, lắp vào đây mình sử dụng cho em. Đây. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lắp vào đây, mình thích thay mũi nào thì mình thay mũi vào cho em. Và cái này nó cũng có cho các bác là đủ quyền là nâng lên hạ xuống này. Đấy, cho giãn ra, nấc 1 này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 hoặc cho sập xuống này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi. 40k cho một cái vít xanh như này nhá. Đấy, 40k cho một cái vít xanh như này. Các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá, giá sẽ là 40.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh này. Vít xanh, giá của nó sẽ là 40k cho một cái tô vít xanh nha, hộp vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, rất tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà sẽ có cho các bác là đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một chiều là khóa thông thường. Đây như này là sẽ là khóa thông thường này. Còn một chiều là nó sẽ lật đảo, các bác đảo cái chiều này đi cho em. Thì cái chức năng còi hú nó sẽ hoạt động nhá. Khi mà trộm nó chạm nhẹ vào thì nó sẽ kêu là 3 tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ hú lên này. Đó. Và nó hú khá là lâu luôn, mà các bác phải mở khóa thì nó mới hết nhá. Đấy, hoặc nó sẽ kêu một lúc. Đấy, còn các bác muốn dùng bình thường các bác dùng này cho em. Còn muốn dùng cái chiều chống trộm thì các bác này cho em. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì rất là an toàn luôn. Và cái giá thì nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa chống trộm nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm này. Đó. Khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác rồi. Giá quá là hạt rẻ rồi, và con này thì các bác sử dụng nó cũng rất là hợp lý thôi, rất hợp lý để mình sử dụng mình chống trộm, rồi nói chung là vừa là khóa cửa khóa nhà vừa chống trộm được luôn, thì nó cũng rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn, giá đầu năm giá yêu thương luôn nhá, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa Đức nhá. Đấy, các bác lên cho em là khóa Đức này. Con này thì sẽ là 150.000 cho cái ổ khóa Đức như này. 150k trong cái ổ khóa Đức như này nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ khóa này, rất là tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đây. Các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Đó, sau đó thì mình mở ra này. Đây, hàng khi các bác nhận được thì nó sẽ là một ổ khóa như này. Đấy, ổ khóa Đức này. Hàng made in Germany này, đó, made in Germany. Đó, và đây thì nó sẽ là một cái ổ khóa như này. Đó. Hàng rất to luôn, nó phải to bằng ngón tay trỏ của em này, to bằng ngón tay trỏ này. Đó, rất là to luôn nhá. Hàng này thì hàng khủng rồi. Các bác dùng ngoài trời trong nhà thoải mái cho em luôn. Ưu tiên cho các bác là có tới 4 chìa. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn, 4 chìa, và dòng này là dòng chìa tròn. Thì chìa tròn này thì bên trộm bên Việt Nam mình hoặc bên Tàu thì nó vẫn chưa sản xuất được cái phôi chìa tròn như này. Đó, thì nó có cái chức năng chống trộm rất là tốt luôn, các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khóa Đức như này. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130.000 cho một cái khóa Đức như này. Đấy, chức năng chống trộm giúp cực kỳ là tốt luôn. Đó, chống trộm rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức. Khóa đồng Đức này, đó. Khóa đồng Đức,
khóa đồng Đức giá sẽ là 130k. 130k một chiếc nhá. Rất là hợp lý cho các bác luôn. 130.000 cho một cái ổ khóa như này, bao gồm cho các bác là một khóa chống trộm chống cắt đầy đủ cho bác luôn. Trộm khóa như này là trộm không thể cắt được nhá. Đấy, chống trộm chống cắt các thứ đầy đủ cho bác luôn. Mà cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái ổ khóa như này thì cũng khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đó, khóa đồng Đức 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật nóng lạnh nhá. Chống giật bình nóng lạnh thì con này thì nó quá là hữu ích rồi. Đặc biệt là miền Bắc thì hay dùng bình nóng lạnh, miền Nam thì ít hơn một chút, nhưng miền Bắc thì mùa đông nó lạnh thì các bác phải dùng bình nóng lạnh, mà dùng bình nóng lạnh thì cái khả năng mà bị giật rất là cao. Cho nên các bác dùng cái khóa chống trộm này kia thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó, rất là an toàn luôn nhá. Đấy, thì cái chống giật nhá, chống giật này cực kỳ là an toàn luôn. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá. 40k một chiếc như này. Thì các bác mua là mua một đôi thì mình sẽ lắp cả dây nóng cả dây lạnh cho em luôn. Đấy, cái này nó sẽ là bằng sứ này. Bằng sứ thì nó sẽ là chống truyền dẫn điện rất là tốt luôn và chống giật cực kỳ là an toàn luôn. Đây em sẽ cho các bác xem video. Đây các bác này. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà. Đấy, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá chỉ có 40.000 cho một con như này thôi. Đấy, các bác mua chỉ có mất có 80.000 thôi. Về tháo lắp cũng rất là dễ dàng mà an toàn. Hàng chống giật của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kìm các bác nhá. Đấy, kìm thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Bên em gọi nó là kìm đỏ. Đấy, tại vì nó cũng có cả màu xanh, màu đỏ, màu cam như này, màu bạc như này. Nhưng bên em gọi chung nó sẽ là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy, kìm đỏ đa năng. Giá thì chỉ có 100k cho một chiếc kìm này thôi. 100.000 nhá. Đấy, 100k cho một chiếc kìm như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. Hàng thì có lò xo đẩy như này thì dùng nó rất là nhàn. Thứ hai nó sẽ có cho các bác là cái phần là tuốt dây này. Đấy, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây bấm cốt này, cắt dây này, xoắn ốc này, rồi nói chung là vặn dây vặn giếc này. Đấy, và có cả cái phần để các bác làm búa này. Đây, cái phần này làm búa này. Đấy, búa gõ như này, rất là tiện luôn. Kìm thì dài khoảng 21-22 cm, rất tiện dụng, vừa tay. Đấy, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây, thép CLV của Nhật đây. Đó, toàn bộ chữ Nhật hết này, chữ triện của Nhật này. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhá, giá sẽ là 100.000. Đó, kìm đỏ, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá. Ép tỏi, con này thì hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người của Đức như này. Đó, con này thì giá sẽ là 100k cho con ép tỏi như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho tỏi, cho hành, rồi cho các cái loại củ ở đây mình ép ra là xong. Nó rất tiện ích và dễ sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con ép tỏi như này thôi. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Vấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mã hàng đồ cổ, đồ đồng. Đấy, đồ đồng mạ vàng rất là đẹp để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, thì bên shop về một số các cái mã đồ đây rất là hay và đẹp. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các số hotline của bên em này. Các bác có thể liên hệ theo cái sản phẩm hotline này các bác nhé. Đó. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái chuyên mạ vàng nhé. Bộ chuyên chén mạ vàng như này. Đấy. Chất liệu thì bằng đồng và mạ vàng các bác này. Bằng đồng mạ vàng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Các bác có thể dùng để mình decor trang trí này. Hoặc là dùng để sử dụng trực tiếp. Pha trà các thứ rất là ok. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Một chuyên 6 chén như này. Đấy. Một chuyên 6 chén này rất là đẹp luôn nhá. Mạ vàng 18 carat nhá, mạ vàng 18 carat. Và có cho các bác một cái đĩa như này. Đấy. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên mạ vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 cho một cái bộ chuyên mạ vàng như này nhá. 450.000. Đây, một con chuyên đây. Đấy, và tổng của nó sẽ có cho các bác là 6 chiếc chén như này, 6 chén đây. Rất đẹp luôn. Đấy, mạ vàng 18 carat rất là đẹp này.
Các bác có thể mua về để decor trang trí này, bày biện này, hoặc là mình sử dụng trực tiếp để mình uống trà, uống rượu đều ok hết nhá. Đấy, nó có tới 6 cái chén luôn. Bộ này thì Tết nhất các bác dùng để mình tiếp khách thì rất là sang xịn mịn luôn. Đó. Giá thì sẽ là 450.000 nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên mạ vàng nhá. Đấy, lên cho em là chuyên mạ vàng này. Chuyên mạ vàng. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho cái bộ chuyên mạ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ chuyên nữa, đó là cái bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Đấy. Bộ này thì sẽ là 700.000 tròn. 700.000 tròn, bộ này thì nó sẽ là to hơn. Đấy, đây cái chuyên của nó rất to như này. Con này thì của nó thì nó sẽ là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Con này thì rất là to, chiều cao của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều rộng của nó thì gần 20 cm, và nguyên cái phần bầu này thì chắc phải trên 10 cm. Đấy, lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá, rất là đẹp luôn. Hoa văn hoa lá này, có đính ngọc nghiếc các thứ này, rất đẹp nhá. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm một chuyên này, và cũng cho các bác combo bao gồm 6 cái chén như này. Đấy, 6 cái chén như này nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn, và có một cái đĩa này, một cái đĩa như này, rất đẹp nhá, hoa văn hoa lá cành, nói chung là chấm hết luôn. Đấy, giá sẽ là 700.000 cho cái bộ chuyên như này. 700.000 các bác nhá. Đấy, 700.000 cho một cái bộ chuyên như này. Đây, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia này. Đấy, biểu tượng cái này như kiểu là của điện Kremlin của Nga này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá. Giá của nó sẽ là, lên cho em là chuyên hoàng gia này. Chuyên hoàng gia. Chuyên hoàng gia. Hoàng gia, giá của nó sẽ là 700.000 nhé, 700.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ chuyên chén bằng đồng này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên chén bằng đồng. Bộ chuyên chén đồng này thì giá của nó sẽ là 400.000. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên như này, một cái chuyên như này các bác này. Đấy, rất đẹp các bạn, nặng, dày dẫn chắc chắn các bác này. Đấy, và rót riếc rất là ngon luôn. Và sẽ bao gồm cho các bác là combo là 6 cái chén như này nhá, 6 chén như này. Đó, đây. Cái này thì nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn này. Đó, hình con rồng rất là đẹp luôn, hình rồng phượng. Đó, đây các bác theo. Đây, hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Đó, thì ở đây nó sẽ là một cái bộ chuyên 6 chén và một cái đĩa như này, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén, một đĩa như này, các bác có thể dùng để uống trà này. Đấy, rồi uống các loại nước đều ok hết nhá. Đó, đặc biệt là uống trà khô. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ chuyên hoàng gia, chuyên chén đồng như này. Giá của nó sẽ là 400.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên đồng nhá, bộ chuyên đồng. Giá sẽ là bộ chuyên đồng này. Bộ chuyên đồng giá của nó sẽ là 400.000 nhá. 400.000 cho cái bộ chuyên chén đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái khay này nữa các bác này, một ít cái khay này nữa. Đó. Đây, nó sẽ là bao gồm là một khay hấp và một cái khay đựng như này bằng inox. Đấy, bằng inox nhá, một khay đựng này bằng inox này, kèm thêm một cái dàn như này. Cái này để các bác dán nem rồi dán thực phẩm thức ăn thì mình đựng cái này cho em nó rất là tiện. Đấy, con này đang bán bao nhiêu nhỉ? Con này thì em đang bán là 150 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ tốt luôn, chỉ còn 80.000 cho một cái bộ combo như này thôi. Đấy, 80.000 nhá. Lên cho em đó là khay dán nhá, khay dán thì sẽ bao gồm là một cái khay như này, một khay như này và một cái giá đỡ như này. Đấy. Lên cho em là khay dán nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá này là giá rất hạt rẻ cho các bác rồi. Giá rất hạt rẻ nhá, chỉ có 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá rất là tốt các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái loại sản phẩm đó là cái ô tự động nhá. Đấy, ô Nhật tự động này. Thì nó về nó có màu đen, màu nâu như này, màu đen màu nâu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy, thì giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô Nhật tự động này thôi. Con này của nó thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Ưu điểm của nó là nó đóng mở tự động, như là khi các bác dùng nó rất là tiện. Đây, ví dụ các bác giở ra cho em này. Đấy, tháo ra này. Khi mà mình mở thì mình chỉ cần bật này, nó sẽ bật này là nó sẽ đẩy ra các bác này. Đấy, bật này nó sẽ tự động nó đẩy ra. Nan thì nó sẽ là dòng nan kép 10 nan nhá, nan kép 10 nan, và nó sẽ tự động đóng mở này. Khi các bác bấm vào thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ đẩy vào này. Đấy, thì nó rất là tiện luôn. Thì khi mình sử dụng thì nó rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này xem, sau đó thì mình gấp nó lại. Đấy, còn khi mở ra thì các bác chỉ ấn này nó sẽ mở này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, và khi thu vào thì các bác bóp này nó sẽ thu vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là
ô dù nhật nhá, giá sẽ là 80.000 cho cái ô dù nhật như này. Con này bình thường nếu mà các bác, nếu bình thường các bác mà mua ngoài cửa hàng ấy, nó phải bán cho bác khoảng 120 đến 150. Đấy, bên shop bán giá chỉ bằng một nửa thôi, chỉ có 80.000 cho một con ô dù nhật như này thôi. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy, các bác theo. Đấy, rất tiện. Đấy, các bác cho vào nó rất là gọn gàng luôn, mình có thể sử dụng để mình mang đi trên ô tô này, xe đạp, xe máy hoặc là bỏ vào trong vali đều được hết nhá. Chỉ dài khoảng 30cm thôi. Ô dù nhật nhá, lên cho em là ô dù nhật này. Ô dù nhật giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho cái ô dù nhật như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Đấy, khay hấp bánh bao. Thì con này các bác có thể vừa dùng để hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả đều ok hết này. Bên này đựng hoa quả này. Đấy, hoặc là để hấp bánh bao này. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, qua theo đây. Rất tiện ích luôn. Đấy, và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu khay hấp bánh bao này nhỉ? 50.000 cho một cái con khay hấp bánh bao này thôi. Giá rất hạt rẻ cho bác luôn, khay hấp bánh bao. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cốc tự khuấy này. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Thì rất đơn giản thôi các bác. Chỉ cần là cho pin vào dây đít này, sau đó thì mình bật lên là có cái viên nam châm từ trường ở đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Thì rất là tiện. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy. Đấy. Thì các bác chỉ cần là lắp pin vào đây. Đấy, nó sẽ có hướng dẫn lắp pin ở dưới đít này. Lắp pin sau đậy nắp lên là xong. Thì các bác có thể là pha trà, pha cà phê ở đây đều ok hết nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái em còn một ít kia mã máy sấy tóc hàng thương hiệu Toshiba này. Máy sấy tóc hàng của Toshiba, công suất là 1800W, hàng của Toshiba nhá. Còn một ít cái mã này nữa, con này bên em đang bán là 120.000, hôm nay thanh lý nốt cho bác với giá đó là 70k nhá, 70k cho một con máy sấy tóc hàng Toshiba như này. Công suất của nó sẽ là 1800W nhá, 1800W. Đây chỗ này em chỉ còn nhiều đây thôi, chỗ này chắc là khoảng hơn chục cái được các bác nhá. Đó. Giá thanh lý nốt cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con máy sấy tóc Toshiba như này. 70k các bác nhá. Đó. Còn hơn chục chiếc nữa. Em thanh lý nốt cho bác, công suất của nó sẽ là 1800W, điện 220V. Đây, có hai công tắc như này và có hai nấc nhá. Dây dài khoảng từ khoảng 1,5 m. Dây là dây 0,75 nhá. Đó, đầy đủ thông số giác luôn, hàng của thương hiệu Toshiba, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Quạt ô tô thì con này các bác dùng để mình đấu nối vào cái cắm vào cái tẩu ô tô, hoặc là các bác dùng để đấu vào cái ắp quy cho em. Đấy, nhà nào bác nào có ắp quy 12V thì mình đấu cái phần dương là vào cái phần lõi trong này và phần âm là đây. Đấy, đấu vào cho em là xong. Đó, sau đó thì bật công tắc lên. Các bác có cái cục đổi nguồn mình có thể dùng trực tiếp ở dưới đất hoặc là cắm lên tàu ô tô đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một cái quạt ô tô như này. Con này thì có thể xoay 360 độ được luôn nhá, xoay 360 độ này, rất là tiện luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá, quạt ô tô. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130k cho cái quạt ô tô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá, bàn chải đánh răng. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một con bàn chải như này, kèm cho các bác là một thân máy và bốn đầu bàn chải, một cáp sạc. Về nhà các bác dùng chuyên dùng để đánh răng cho em thì nó rất là tiện. Đấy. Đấy, bốn đầu bàn chải này bây giờ các bác đi mua một cái đầu bàn chải này mất 20.000 rồi. Đấy, bốn cái đầu bàn chải mất 80.000 đây mà mua cả máy cả đầu bàn chải như này mới hết có bao nhiêu? Mới hết có 60.000 thôi. Đấy các bác này. Này nó rung rất là mạnh luôn nha, rung rất là mạnh luôn. Và tần suất rung của nó sẽ là 32.000 vòng trên 1 phút nhá, 32.000 lần trên 1 phút. Rung rất là mạnh. Đấy, con này thì giá chỉ có 60.000 thôi cho một con bàn chải điện như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện, giá sẽ là 60k một chiếc. 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này các bác nhá. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái cốc nhả kem nhá. Đấy thì nó sẽ bao gồm là một cái hộp ngăn kéo như này các bác này. Một hộp ngăn kéo như này. Kèm thêm cho các bác là ba cái cốc nhá. Ba cái cốc các bác có thể dán vào đây cho em. Đấy. Tức là tất cả những cái cốc này nó đều có nam châm từ hít ở đít này. Đấy. Các bác có thể dán vào đây. Đấy, dán vào đây cho em, nó rất là tiện luôn.
Đó, bỏ cho anh cả hai cái lọ kem đánh răng đây. Có từ hít ở đây luôn, nó rất là tiện này. Đấy. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là hai cái miếng dán này. Để các bác mình dán vào đây cho em, hai miếng dán mình dán vào tường sau đó thì mình đeo vào đây cho em. Đó. Đeo vào đây hai cái miếng dán này. Và có kèm cho các bác là các cái sticker để khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác có thể đánh dấu từng cái cốc một vào là biết là cái cốc này của ai, cốc này của ai. Đấy. Và khi các bác dùng thì các bác lấy cái lọ kem đánh răng mình ra. Đó. Lắp vào đây cho em, lắp vào đây. Sau đó thì mình chỉ cần nhả kem là mình nhấp này thôi. Nhấp này thôi là cái đầu này nó sẽ giúp ta tạo lực để đẩy cho cái kem đánh răng của mình nó sẽ rơi xuống nhá. Và các bác tùy theo cái độ nhấp để các bác có thể hứng bao nhiêu thì hứng tùy ý mình. Đó. Thì đây em sẽ xoáy thử cho các bác xem cái lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Kem đánh răng Hàn Quốc. Đấy. Đây. Lọ kem đánh răng của Nhật đi. Kem đánh răng của Nhật các bác này. Đấy. Kem đánh răng của Nhật đây. Đây nó sẽ có cái gen xoáy như này nhá, có cái gen xoáy như này. Các bác xoáy cái này ra cho em, xoáy cái này ra cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Đấy. Xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây cho em. Đó. Xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Đấy, là mình cứ để này thôi. Sau đó thì mình nhấp như này là cái kem nó sẽ chảy xuống. Cái hàng này thì nó sẽ là hàng mới tinh cho nên là em sẽ không có test thử. Đây em sẽ test thử cho các bác qua một cái sản phẩm mà nhà em đang treo để trưng bày cho các bác xem. Đó. Trước khi test thì em giới thiệu cho các bác các cái mã kem đánh răng. Đầu tiên nó sẽ là một cái kem đánh răng của em giới thiệu giá của con này trước đi. Con này giá sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là kệ nhà kem đánh răng nhá. Giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ? Kệ nhà kem đánh răng nhá. Kệ nhà kem đánh răng. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho cái kệ nhà kem đánh răng như này. Thì con này rất là tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo là đến cái kem đánh răng của Nhật này, kem đánh răng Nhật. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là 170g. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đây, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Và giá thì sẽ là 60.000, dung tích 170g. Đó. Con này thì công dụng của nó sẽ là tinh chất gạo này, chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ có cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc này. Đây. Con này của nó thì sẽ là 120g. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng made in Korea. Đấy, đây. Made in Korea nhá, hàng của Hàn Quốc nhá. 120g này. Con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Đấy, bác nào răng đen, răng ố vàng, các loại răng, đánh cái này cho em một thời gian là đỡ hẳn luôn. Tỷ lệ làm trắng răng của nó lên tới 93% nhá. Đó. Đây thì đây em sẽ có cái thực tế đây cho các bác xem này. Đây cái con kệ nhà em ấy nhá, em con này em chỉ để trưng bày quay cho bác xem thôi. Đấy không đi lúc các bác bảo nhà này nó đánh răng bẩn thế. Đấy đây các bác chỉ cần nhấp vào như này thôi này. Đấy. Hàng này để rất lâu rồi nhá, để rất lâu rồi các bác này. Đấy rất là bẩn thỉu, để từ năm nọ sang năm kia này nhưng mà chỉ cần nhấp cái là được luôn nhá. Đây. Đấy các bác chỉ cần nhấp cái này. Nhấp cái này là ra luôn các bác này, nó ra rất là đều và đẹp luôn nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên các bác có thể sử dụng đây cái cốc này. Nó sẽ là một cái dòng cốc để cho các bác có nam châm từ hít này. Đấy, dùng xong thì mình lại cho nó vào đây cho nó gọn này. Đấy, thứ nhất là chống bị mốc khi mà mình để ngược thì nó không khô được này. Và cái này nó sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái miếng dán như này, hai cái miếng dán như này các bác có thể đặt vào này. Đấy, đặt vào, mình dán vào rất là chặt luôn. Đấy. Đây em cũng dán thực tế luôn nên mà để từ năm nọ qua năm kia cũng rất là ok nhá. Đấy. Thì các bác dán xong là mình lại cho vào cho em là xong. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm. Đó là cái tăm nước các bác nhá. Cái tăm nước. Đây nó sẽ là một cái dòng tăm mà các bác sử dụng. Khi mà sử dụng thì nó sẽ là sử dụng bằng nước, chứ không phải các bác sử dụng bằng cái tăm truyền thống, mà nó sẽ là bằng nước. Đây hình nó mô phỏng này. Đây nó sẽ có 4 đầu này. Một cái đầu để các bác dùng để vệ sinh kẽ răng này. Một cái đầu để vệ sinh lợi này. Một đầu để vệ sinh lưỡi này. Và một cái đầu để các bác mài trên mặt răng này. Đấy gọi là đánh răng đấy. Đấy. Kỳ cọ trên mặt răng thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4 cho các bác là 4 cái đầu nước như này. Đây nó sẽ có cho các bác là 4 cái đầu nước này. Về nhà các bác lắp vào máy cho em này. Và một con máy này. Con tăm nước này thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, rất là khỏe bác này.
Đấy, và nước nó sẽ hút ở đây nhá, nước nó hút ở đây. Dung lượng pin của nó là 1200 mAh này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, về nhà các bác lắp những cái đầu này vào đây cho em, lắp vào đầu này vào đây. Đó là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích. Thì con tam nước này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy. Các bác nhấn tắt cái thứ này nó rất là tiện thôi, và các bác tháo cái đầu này ra này. Đấy. Tháo cái đầu này ra, sau đó thì mình cho nước vào đây, cho nước vào đây sau đó thì mình nó sẽ dùng dạng như kiểu là máy bơm ấy, là nó sẽ dùng cái tia nước này để nó vệ sinh. Thì các bác không bị can thiệp vào răng lợi của mình thì nó không bị hỏng răng, hỏng lợi, hiểu nhá. Lên mã giúp cho em là tam nước. Cái này bao nhiêu nhỉ? Lên mã giúp cho em là tam nước, giá sẽ là 160.000 nhá. Đấy, tam nước này. Giá sẽ là 160k cho một cái hộp tam nước như này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái chai xịt chống thấm nhá. Đấy. Lên cho em là xịt chống thấm này. Cái này thì các bác chuyên dùng để chống thấm các cái phần như là nhà bị thấm dột này, các cái phần tường, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó, thì các bác xịt vào cho em. Đặc biệt là các cái phần bị thấm dột nhá. Đấy. Thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Các bác lắc đều lên cho em. Trước khi dùng thì mình lắc kỹ, lắc đều lên cho em. Sau đó thì mình xịt. Đấy, mình xịt thì nó sẽ thấm đều trên các cái bề mặt, giúp cho các bác dùng là mình sử dụng là nó sẽ rất là an toàn nhá. Đây. Dù đây các bạn này. Đấy. Nó sẽ là các cái phần tử cao su non như này. Thì dùng các bác lắc đều lên cho em nhá. Lắc đều lên cho em. Đấy, để tránh cái việc là nó bị tắc nhá. Đấy, các bác lắc đều lên cho em, và khi mình bấm thì bấm dứt khoát nhá. Đấy. Đấy, tại vì cái đầu này của nó bao giờ nó cũng là hơi bị tắc một tí này. Đấy. Nó sẽ ở trên cái đầu trên này nó sẽ hơi bị tắc một tí, thì các bác dùng lắc đều và ấn mạnh cho em để khi mà nó ra là nó sẽ đẩy được cái phần tắc ở đầu ra. Đấy, đây. Các bác lắc kỹ, lắc đều cho em nhé. Đấy, đây, khi nó xịt nó sẽ ra như này các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này. Đấy, nó sẽ tan dần và nó chảy vào trong các cái phần lỗ thấm dột nhá, và nó sẽ giúp cho ngôi nhà của bác, phần tường, trần nhà và các nơi bị thấm dột là nó sẽ phủ hết kín hết luôn. Đấy, lên cho em là xịt chống thấm. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này thôi. 50.000 cho một chai xịt chống thấm như này nhé. Con này thì khá là tiện dụng luôn để các bác sử dụng. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Gấp 2 lần. Đây là bình xịt chống thấm dột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị dột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm dột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm dột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay. Đây, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 các bác nhá. 50.000 cho một con bình xịt chống thấm như này, rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái pin 18650 nhá. Đấy, pin 18650. Con này thì nó là dòng pin sạc, các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Dung lượng pin của nó sẽ là 3,7V và 6800 mAh. Các bác có thể mua về để mình đóng pin, mình dùng cho các cái thiết bị, hoặc là bên em bán thì nó rất là nhiều các cái dòng sản phẩm đang sử dụng cái pin này. Thì các bác có cái sản phẩm nào mà bị hỏng lỗi pin thì về nhà các bác có thể thay thế trực tiếp con pin này vào mình sử dụng cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một viên pin 18650 này thôi nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đấy, lên cho em là pin 18650, giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo đa năng xanh. Giá thì chỉ có 20k cho một típ như này thôi, và 50.000 ba típ cho cái keo đa năng xanh như này. Đây, nó sẽ là một lọ, dung tích của nó là 60g. Con này các bác chuyên dùng để dán tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt được luôn, và rất là bền, chắc chắn. Giá sẽ là 20k cho một típ như này, và 50.000 ba típ nhá. Lên mã giúp cho em là keo đa năng xanh. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Kết gần như mọi thứ, kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nô mau nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đó. Giá thì chỉ có 50.000 cho 3 lọ và 20.000 lọ nhá. Tiếp theo thì nay bên em tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồ Tết này. Đấy, thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm cái nho khô
ăn rất là ngon, dai, mềm, ngon, và hàng nó sẽ là hàng không phẩm màu, không chất bảo quản các bác nhé, không phẩm màu, không chất bảo quản. Hàng của tập đoàn Samsung thì các bác biết rồi, nó ăn rất là ngon luôn. Sản phẩm thì sẽ là một bịch nho như này. Đấy, hàng của tập đoàn Samsung của Hàn Quốc nhá. Đấy đây, Samsung này các bác này. Đấy, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Đấy, Samsung này. Đấy, và các kia công ty khác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bịch nho khô như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một hộp nho khô như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Đó, đây. Mã tem, mã vạch, mã code đàng hoàng, tập đoàn Samsung đây. Đấy. Các bác lên cho em là nho khô nhá, giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch nho khô như này. Thì cái này nó khá là tiện ích luôn. Các bác có thể sử dụng để mình cho biếu tặng làm quà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thảm lau chân này. Cuối năm đến nơi rồi. Đấy, Tết đến nơi là các bác cũng trang hoàng cho cái ngôi nhà mình nó thêm đẹp, thêm lộng lẫy. Kích thước của nó thì nó sẽ là 40 x 60. Đấy, thì bên em gọi nó là thảm 46 nhá. Chất liệu của thảm thì đây nó sẽ là một cái dòng thảm mà nó có cho các bác là mặt bên dưới là cao su non, và bên trên của nó sẽ là một cái dòng ném cho anh cái đèn này. Bên dưới là cao su non, bên trên nó sẽ là một cái dòng nỉ như này nhá. Đây, này. Một cái dòng nỉ như này các bác này. Đấy, thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là, khi các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là rất là êm, mềm, mượt, và dưới cao su non này thì bám dính rất là tốt luôn, không sợ bị trượt. Đấy, các bác có thể để cửa nhà tắm, nhà giếc thoải mái luôn. Nó là cái dòng cao su non, nó rất là bám. Bên trên thì nó sẽ là dòng nỉ như này, dùng không lo bị bong, bị xỉn nữa đâu. Đấy, bị mủn nữa đâu. Các bác có thể dùng quanh năm ngày tháng cho em được luôn. Kích thước của nó là 40 x 60. Thì lên mã giúp em đó là thảm 46 nhá, thảm 46. Giá là 45k cho một chiếc như này nhá, 45.000 cho một chiếc thảm này thôi. Giá rất hợp lý rồi. Đấy, nói chung là chất liệu đẹp, giá hợp lý. Thảm 46, giá sẽ là 45.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá, đèn xoay. Đấy. Lô này em về thì nó sẽ là dòng mẫu mới. Mẫu này của nó thì nó sẽ là dòng mẫu cắm trực tiếp có đuôi như này. Còn cái lô trước là nó có dây thì nó hết mất rồi. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là dòng cắm trực tiếp như này nhá. Cắm trực tiếp thì cũng rất là tiện thôi. Các bác cứ cắm trực tiếp vào trong nguồn điện có công tắc tắt bật như này. Đấy, không cần phải dùng dây nữa. Đây, em sẽ cắm thực tế cho các bác xem luôn. Đấy. Cắm trực tiếp vào này, sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy là nó xoay thôi. Cái mẫu này của nó thì nó rất là đẹp các bác. Đấy, rất là đa dạng luôn nhá. Đó, con này thì rất đẹp các bác này. Đó, con này đẹp lắm các bạn. Đấy, đây nó đang chạm vào tường, nó quay hơi chậm, bình thường nó sẽ quay nhanh hơn một chút các bạn. Đó, đây. Và theo. Đây. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. 60k cho một con đèn xoay như này. Các bác lên cho em là đèn xoay nhá, giá của nó sẽ là 60.000 các bác nhá. Đó. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên em về một lô cái đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em thì ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Đơn dưới 200 thì cộng cho em 30.000 ship, trên 200 thì các bác đã được hoàn toàn bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái hàng vít cân ký nhá. Bên em thì bán theo cân ký, em bán rất là nhiều rồi. Đó, các bác nhận hàng thì cũng ok thôi. Tại vì là thực ra thì số lượng thì từ 7 đến 15 chiếc trên một cân. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi, chỉ có 110.000 thôi. Đây, em sẽ cân thử cho các bác nhé. Khi bên em nhặt hàng cho các bác thì nó sẽ là to, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con, dẹt, tròn, ba khe, mũi, phế. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và combo nó sẽ là một cân như này. Một cân thì có to, nhỏ, lớn, bé, dài, ngắn, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ bản một cân thì nó sẽ là tầm này nhá, sẽ là tầm này các bác này. Đấy, thì số lượng của nó thì nó sẽ vào khoảng từ 7 đến 10 cái nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 này. Đấy, 11, 12 chiếc như này. To nhỏ lớn bé có dẹt có ba khe các bác nhá. Đấy, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Lên cho em là vít cân ký này. Vít cân này, vít cân giá sẽ là 110k trên một cân. Và nửa cân thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một nửa cân các bạn, 60.000 cho một nửa cân. Đấy, còn một cân thì nó sẽ là 1kg thì sẽ là 110.000. Và 0,5kg thì nó sẽ là 60k nhá. 60k cho nửa cân. Đây. Đấy, hàng thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác thôi.
Đấy, nó sẽ đầy đủ cho các bác, to, nhỏ, lớn, bé, đầy đủ cho các bác như này. Để các bác về mình sử dụng nhá. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé này. Đấy, một cân được rất là nhiều các bác, một cân rất là nhiều này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, khoảng 12 chiếc nhá, khoảng 12 chiếc. Đấy, nó sẽ là từ 7 đến 12 chiếc. Bên em sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác, to, nhỏ, lớn, bé, dẹt tròn ba khe đầy đủ cho các bác. Ngẫu nhiên là từ 7 đến 12 chiếc nhá, từ 7 đến 12 chiếc. Đó thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên thôi. Chấp nhận nó phải có cái to, có cái nhỏ, có cái dài, có cái ngắn đâu nhá. Đấy, chứ không gọi là mình mua hàng cân ký thì không thể là nhặt chọn được. Bên em bán cân là bán giá rất là tốt rồi, cho nên bên em sẽ không bán chọn đâu. Đấy, em sẽ nhặt ngẫu nhiên như này, một cân như này các bác nhá, để cho các bác tha hồ các bác thoải mái các bác sử dụng thôi. Vít bãi cân ký, giá thì rất là tốt cho bác luôn nhá. Đấy, có những con thì đây. Đấy, có những con vít đóng như này các bác này. Đấy, có những con vít đóng như này thì nói chung là to nhỏ lớn bé đầy đủ cả cho các bác mình sử dụng thôi. Giá thì rất là tốt rồi, chỉ có 110.000 cho một cân, và các bác mua nửa cân thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy bên shop cũng về số lượng đây và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy rất là đẹp như này các bác này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì combo của nó sẽ bao gồm là cả dao cả lưỡi nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cả dao cả lưỡi luôn. Thì đấy sẽ là combo như này, cả dao cả lưỡi cho các bác này. Em bán lẻ thì sẽ là 15k một chiếc nhá. Bác nào mua lẻ thì sẽ là 15k cho một chiếc như này. Còn bác nào mua combo thì giá của nó sẽ là 3 chiếc sẽ là 30.000 nhá. Đấy, mua lẻ thì sẽ là 15k này, 15k trên một cái này, một cái. Đó, còn mua từ 3 cái thì sẽ là 30k nhá. 3 cái thì giá chỉ có 10.000 thôi. Đấy, còn mua lẻ thì chấp nhận là 15.000 các bạn. Các bác mua lẻ thì thông cảm cho em sẽ là 15.000 một chiếc. Còn các bác mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 30.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái con dao dọc giấy rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì bằng cao su non, bên trong thì bằng nhựa cứng. Đấy, và các bác thay lưỡi rất là dễ, chỉ cần tháo cho em cái đít này ra này và các bác đẩy lưỡi ra là mình thay thôi. Sau đó thì mình đưa vào, nó rất là tiện dụng và hàng thì dùng cực kỳ là ngon lành. Các bác làm thợ, làm trần thạch cao hoặc là làm các công việc sử dụng lặt vặt trong gia đình thì cũng rất là cần, và giá của nó rất hợp lý, chỉ có lẻ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu kìm đây. Thì các bác lên xem là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Nhưng mà nó về thì nó sẽ có 3 màu này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên. Nhưng mà bên em lên nó sẽ là lên tên của nó là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Đấy, các bác lên xem là kìm đỏ đa năng. Ở đây thì nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng như này. Có lò xo đẩy ra thì khi các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, có lò xo đẩy ra như này thì các bác dùng là rất là tiện, không cần phải lấy tay để kẹp ra nhá. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là các chức năng này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Hàng nội địa của Nhật này, đấy, thép CRV này. Bắt đầu của nó thì nó sẽ có cho các bác là tuốt dây này. Tuốt dây thì nó sẽ có cho các bác là tuốt từ dây 1 chấm đến dây 2 chấm nhá. Đấy, 1 chấm đến dây 2 chấm này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái bấm cốt này. Tiếp theo là cắt dây này, rồi bạn ốc này, rồi xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn nhá. Xoắn dây, nắn dây đầy đủ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con kìm như này, giá của nó sẽ là 100.000 tròn nhá. Đây, đấy các bác dùng để kẹp dây kẹp giếc này rất là ngon luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đấy, lên cho em là kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một con kìm đỏ như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái cưa gấp nhá. Đấy, cưa gấp hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Fugu các bác này, Fugu Japan này các bác này. Đó. Con này thì hàng cực chất luôn. Các bác có thể uốn cong thoải mái này. Đấy, lưỡi của nó là thép lưỡi cưa cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có cái phần mở hình hạt bòng như này. Khi các bác dùng thì nó sẽ gọi là các cái phần ví dụ như là nhựa cây này hoặc là các cái phần mùn cưa nó sẽ đọng ở đây. Đấy, thì khi các bác cưa thì nó sẽ rất là nhẹ và bong cưa, dùng nó rất là thích. Đấy, cây to, cây nhỏ các bác cưa được hết. Đường chiều dài của lưỡi thì khoảng 30cm nhé, khoảng 30cm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 50k cho một cái cưa gấp như này thôi. Lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá sẽ là 50k một chiếc nhé, 50.000 cho một chiếc như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đấy, một con cưa lách như này. Con này các bác dùng để cưa cây, cưa cành, những cái cành răm, cành nhỏ rất là ok. Chiều dài của lưỡi thì nó cũng vào khoảng là 20. Và lấy cho anh hai cái thước rút ra đây anh quay luôn. Đấy, vào khoảng là tầm trên 20cm một chút nhá. Trên 20cm một chút. Đó, thì cũng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để cưa các cái cành răm, cành nhỏ này. Hoặc là những cái cây nhỏ các bác cũng cưa được hết nhá. Cây nhỏ các bác cũng cưa được hết luôn. Đấy, thì combo cho nó như này. Hai cái luôn. Combo như này và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con cưa lách như này,
giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, ở đây thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là gần 40 cm, 37 cm nhá. Phần lưỡi của nó thì vào khoảng là 22 cm. Đó đây. Đấy. Made in Japan này. Con cưa lách này sẽ là 40.000 nhá. Các bác lên cho em là cưa lách. Giá sẽ là 40k cho một con cưa lách như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con kéo cắt cành cam này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kéo chuyên để các bác cắt cành to. Cắt cành to một chút, giá thì nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kéo cắt cành như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k một em nhá. 70k một em. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật. Đấy. Và đây thì các bác có thể dùng để mình cắt cành rất là ngon luôn. Đấy, thép SK5 này. Thép SK5 không gỉ này. Đó, các bác dùng rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, cắt cành rất là to. Những cái cành to các bác có thể cắt thoải mái này. Đấy, các bác đưa vào cắt thoải mái luôn. Đấy, chất thép của nó thì cực kỳ bền bỉ cho các bác này. Con này thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam nhá. Giá sẽ là 70k. Đó. Kéo cành cam 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dàn sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá. Kéo tỉa như này. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox, cũng là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, tỉa răm này. Đấy, các bác chuyên dùng để tỉa răm rồi tỉa các cái cành nhỏ rất là ok luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho cái con kéo tỉa inox như này. Lên cho em là kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá. 50.000 cho con kéo tỉa inox như này. Đấy. Không, cái hộp nào nó vỡ, nó có mấy hộp vỡ thôi. Sản phẩm thì mấy hộp vỡ nó bị vỡ ra đây. Thì giá của nó sẽ là nếu các bác mua trọn bộ nhá, mua trọn bộ. Đấy. Combo nhá, lên cho em là combo 4 cưa kéo nhá. Đấy, 4 cưa kéo giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho 4 món. Đấy, thì đây sẽ bao gồm cho bác là hai cưa này. Hai cưa và hai kéo. Hai cưa và hai kéo thì sẽ là có cưa gấp và cưa lách, một kéo cắt cành và một kéo tỉa như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì cưa gấp này sẽ là 50.000 này, cưa gấp 50.000. Đấy. Cái kéo tỉa này cũng là 50.000 này. Cái cưa lách này sẽ là 40.000 và con kéo cắt cành này sẽ là 70.000. 70.000. Đó, thì cái này nó sẽ là hai món này đã là 100 này. 100 là đi thành hai món này 100 là đi 170 này. 170 40.000 nữa là vào đi 201 nhá, 201. Còn nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000, rất rẻ các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một dòng là 5m và một dòng là 7m rưỡi nhá. 5m và 7m rưỡi, đều là dòng tự hãm hết nhá, rất là tiện luôn. Đó. Rút ra nó sẽ tự hãm như này các bác này. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm rất là tiện. Ở đây thì bên shop về cho bác thì nó sẽ có hai mẫu, dòng 5m rưỡi, dòng 5m và dòng 7m rưỡi, hàng nội địa của Nhật Japan đây. Và cái giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Cái con thước 5m thì giá sẽ là bằng 40k nhá, 40k. Còn con 7,5m thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Lệch nhau có 10.000 tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, con này 5m và rút ra nó sẽ tự hãm này. Rút ra tự hãm thì các bác dùng rất là tiện, không phải lăn tăn. Đấy. Và con này thì rút ra nó tự hãm này và các bác bóp vào này xem. Đó. Con này thì giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50k. Thì các bác có thể lấy con 4m hoặc con 5m hoặc con 7m rưỡi tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Được, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em sẽ cập nhật cho các bác một số cái mẫu chổi lau nhà bên em. Đó, thì bên em đang có 3 mẫu chính. Thì em sẽ đi chi tiết từng mẫu một để gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc dùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã chổi mới, đó là cái mẫu chổi tròn nhá, chổi lau tròn. Đấy, thì bây giờ là bên shop sẽ có tổng là 3 mẫu chổi lau tròn, chổi lau tam giác và chổi lau hình chữ nhật. Đấy, thì nó sẽ là 3 tên nhá, tròn, tam giác và chữ nhật. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ là mẫu chổi tròn. Đây, thì về nhà thì các bác banh cho em cái này ra này, banh cho em cái này ra. Sau đó thì đây mình để như này, mình để này, sau đó thì mình lộn nó lên là cái phần lau nó sẽ vào trong chổi như này. Đấy, cái này thì các bác tháo ra để mình giặt thủ công thôi. Đấy, tháo ra mình giặt thủ công. Và con này thì các bác dùng để mình lau nhà, lau bàn, lau tường. Đấy, lau tường. Đấy, hoặc là lau các cái phần như là khu vực ở phần bếp biếc. Đấy, tường bếp, tường gạch men ấy cũng rất là ok. Con này thì các bác cứ xoáy kết nối vào cho em là xong. Đấy, xoáy kết nối vào cho em là ok được các bác nhá.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 90.000 cho một con chổi lau tròn này thôi. Con này thì nó sẽ là dòng chổi dài nhé. Chổi dài. Các bác có thể là mình đút nó vào. Đấy, xoáy đút nó vào hoặc là các bác tăng lên tụt xuống được nhá. Đấy, đây nó sẽ có các cái nấc như này. Thì các bác xoáy cái nấc này ra cho em này. Xoáy cái nấc này ra này. Đấy. Sau đó thì mình thả cái này ra. Đấy, cái này thì nó dài tối đa là vào khoảng là đi tối đa của nó là được khoảng là đi 2 mét thôi nhá, khoảng 2 mét. Đấy, tầm tầm 2 mét gì đấy các bác. Đây, để các bác có thể lau trên cao. Con này nó cũng dạng như là cái chổi phớt trần nhưng mà nó sẽ là bản to nhá. Thì cái này các bác có thể dùng để mình lau đa di năng được hết nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Cầm cho anh cả cái chổi phớt trần đây này. Đấy, đây nhá. Đó, thì nó sẽ là một cái phần lông như này. Cái chổi phớt trần ấy, một cái phần lông như này các bác nhá. Đấy, thì rất là tiện. Về nhà các bác có thể mình lau trên trần này, lau trần nhà này hoặc là lau ở các cái khu vực như là gạch men này. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Và con này thì khi mà về nhà các bác lắp ráp vào thì chiều dài của nó vào khoảng là 2 mét nhá, vào khoảng là 2 mét đây. Đấy, khoảng 2 mét như này thì các bác có thể dùng mình lau dọn vệ sinh rất là tiện. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đấy. Và tháo lắp thì đấy, từ nãy giờ em đã tháo lắp cho các bác rồi. Nó rất là đơn giản thôi. Các bác cứ thế là mình tháo lắp vào cho em là xong. Đấy. Bộ sản phẩm thì nó sẽ là 4 khúc như này nhá. 4 khúc như này. Về nhà các bác tháo lắp vào cho em. Nó vào khoảng là từ 2 mét đến hơn 2 mét một chút nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm 4 khúc như vậy. Lên cho em là các bác lên cho em là chổi tròn nhá, chổi tròn. Giá của nó sẽ là bỏ tranh cái bút. Đây các bác này, khi các bác dùng thì nó sẽ như này, nó rất là tiện này. Mình có thể lau trần nhà này, lau nhà tắm, nhà vệ sinh này, khu vực bếp núc này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Các bác có thể tăng giảm. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Lau dọn bếp này, rồi các cái khu vực khác cũng rất là ok. Thì con này chức năng của nó thì nó có thể rút dài đến 2 mét cơ, thì nó sẽ tiện hơn so với cái con chổi tam giác mà em đang bán đó. Thì giá thì con này các bác lên cho em là chổi lên cho em là chổi tròn nhá, chổi tròn này. Đấy. Chổi tròn, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một cái mã chổi tròn như này. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một bộ. Đây, một bộ thì bên em đóng gói nó sẽ như này và gửi đi cho các bác này. Giá sẽ là 90.000 này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tam giác này. Đây. Tam giác thì nó sẽ là một con chổi như này. Con này thì nó sẽ có 3 khúc và nó chỉ dài khoảng trên 1 mét thôi. Đấy, nó sẽ dài trên 1 mét thôi thì con này cũng rất là vừa sinh nhá. Đấy, khoảng trên 1 mét để các bác sử dụng đây. Đấy, con này thì nó sẽ dài khoảng trên 1 mét này. Các bác cứ lắp cho em ba cái đầu này vào. Đó, đây, lắp cho em ba cái đầu này vào. Để các bác sử dụng thôi. Đây, xoáy vào đây cho em này. Đấy. Xoáy vào đây. Và cái này các bác xoáy vào đây cho em. Đó. Dòng này thì nó sẽ là một cái dòng chổi tự vắt. Đấy, nó sẽ tự vắt được, còn con kia thì các bác phải tháo ra để mình giặt. Đấy, con này thì các bác chỉ cần kéo này thôi. Kéo này là nó sẽ tự vắt này. Đấy. Kéo này sẽ tự vắt và có thể xoay 360 độ thì các bác cũng dùng như là giống như cái con chổi kia. Nhưng mà con này thì các bác lau đa di năng được hơn, lau nhà, lau tường, lau tủ đều được hết nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là chổi tam giác nhá. Đây. Đấy, nó dài khoảng 1m3 thôi chứ nó không dài như cái con chổi tròn đâu. Thì lên cho em là chổi tam giác, con này thì dài khoảng 1m3 và nó sẽ giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một con chổi tam giác như này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một con chổi đa di năng như này, nó sẽ vắt tự động luôn. Đấy, các bác có thể lau cũng rất là đa di năng luôn nhá. Nhưng mà con này thì cái chiều dài của nó chỉ khoảng 1m2m3 thôi. Đấy, còn cái con chổi tròn mà vừa nãy em cho các bác xem thì nó sẽ dài khoảng 2m trên 2m một chút các bác nhá. Đó, con này thì khoảng 1m2m3 thôi. Con này thì các bác có thể lau kính, lau kiếc, nói chung là cũng đa di năng hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi hình chữ nhật nhá, chổi hình chữ nhật. Thì nó sẽ là cũng là một con chổi như này. Đấy. Dạng của nó thì nó sẽ là dạng hình chữ nhật thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Chổi hình chữ nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây nó sẽ là một con chổi như này các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ là cũng có 3 khúc nhá, 3 khúc và cái thanh lau này của nó là hình chữ nhật nhá. Thanh lau là hình chữ nhật và về nhà các bác cũng xoáy vào đây cho em. Sau đó thì mình rút ra mình lau như bình thường. Đấy, có miếng dán như này nhá. Đấy, có cho các bác một miếng dán luôn. Đấy, và khi các bác vắt thì mình kéo này cho em này. Đấy, đầu tiên thì các bác lắp cái ống này vào này, lắp ống này vào đây. Đấy, lắp cho em ống này vào đây. Đấy. Lắp ống này vào đây, sau đó thì mình đẩy ra này. Đẩy ra sau đó thì các bác đẩy ra và mình đẩy ra mình lắp cho em cái ấy vào. Đấy. Lắp cho em cái đầu vắt vào nhá. Lắp cho em cái đầu chổi vào. Lắp cái đầu chổi vào đây. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là
cái đầu nó có cho các bác là cái phần đầu như này, các bác lắp nó vào này. Đấy. Lắp cái đầu dây vào đây. Đấy. Lắp cái đầu dây vào đây nhá. Lắp cái đầu dây vào đây, sau đó thì các bác dán vào là xong. Thì khi mà các bác sử dụng thì mình chỉ cần là kéo qua như này thôi. Kéo qua như này sẽ tự vắt cho các bác này. Kéo này nó sẽ tự vắt vừa giặt luôn, rất là tiện nhá. Đó, vừa vắt vừa giặt rất là tiện luôn. Đó. Và con này thì các bác cũng kết nối vào thì nó dài khoảng 1m2, 1m3 gì đấy nhá. Đấy. Cũng rất là tiện ích và có thể xoay ngang, xoay dọc để các bác sử dụng, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con chổi hình chữ nhật như này, giá của nó là 80.000 nhá, 80.000 cho cái chổi hình chữ nhật như này. Đấy, lên xem là chổi chữ nhật giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng chổi lông phớt trần nhá, chổi lông phớt trần con này thì sẽ là 55.000. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng đầu sợi lông như này. Đấy, đầu sợi lông như này, và con này thì nó sẽ kéo dài được khoảng 2m4 đến 2m8 nhé, 2m4 đến 2m8. Đấy, và các bác xoáy vào đây cho em này, cái này nó có thể gấp được như này. Đấy, và kéo rất là dài luôn, khoảng từ 2m4 đến 2m8 này. Đấy, các bác dùng để mình phớt màng nhện các thứ nhá. Cái này thì chỉ dùng để phớt màng nhện thôi chứ không lau được, còn cái chổi tròn kia thì nó có thể lau tường và lau trần các thứ đều được hết nhá. Đấy, thì con này giá sẽ là 55.000. con này thì các bác lên cho em là chổi lông phớt trần nhá, chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k một bộ này nhá, 55k cho một bộ như này. Thì dùng cũng rất là tiện, các bác dùng để mình phớt màng nhện cái thứ rất là ok. Lên cho em là chổi lông phớt trần. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần này. Chổi lông phớt trần giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Này, bỏ cái này vào đi mình. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái sản phẩm tất. Cái này cứ để đây để quay nhá. Tất thì nó sẽ là dòng tất 10 đôi nhá. Có màu đen và màu trắng này. Có màu đen và màu trắng như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Em về thì có hai màu, màu đen màu trắng. Giá thì 90.000 một vỉ nhá. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Hàng này thì hàng siêu chất lượng cho các bác rồi. Đây. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn, một vỉ này là 10 đôi. Và giá thì chỉ có 90.000 thôi. Hàng thương hiệu Nike đây. Đấy, tất này thì các bác dùng rất là ngon và tiện ích luôn. Giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho một vỉ 10 đôi này thôi. Các bác lên cho em là tất 10 nhá. Đấy, tất 10. Giá của nó sẽ là 90.000. Đây, bỏ nốt cái này vào đi này. Tất 10 giá của nó sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là tất 10 này. Tất 10 giá của nó sẽ là 90k. 90k cho một vỉ 10 đôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn con nhá. Lên mã giúp cho em đó là cái con đèn cúc áo này. Có một đèn và một cáp sạc như này. Đấy, và có các chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này, đấy, nhấp nháy này. Rất sáng luôn nhá, sáng chói chang luôn các bạn. Nhìn vào là đau mắt đấy các bạn, tại vì nó rất là sáng. Đấy, nhìn trực tiếp là rất là đau mắt luôn. Đó. Có nam châm hít nhá, có móc khóa này, có nam châm hít và có kệ đỡ như này, có nam châm hít này. Đấy. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn móc khóa nhá, đèn móc khóa. Giá sẽ là 40k. 40k cho một con đèn móc khóa như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nắp cống bằng đồng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng như này. Thì các bác đặt vào cái phần cái cống thoát nước nhà mình để nó cơ chế của nó là luôn đóng như này. Nước nó xả thì nó mới mở, còn không nó lại đóng thì nó sẽ giúp cho các bác là ngăn mùi. Lên nha, là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k nhá. 50k. Đó, 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải nước nhé. Đấy, bàn chải bằng nước. Đấy, các bác lên cho em là tăm nước nhé. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con máy như này, các bác cho nước vào đây chị em về nhà thì cho nước vào đây này. Đấy, cho nước vào đây thì các bác khi mình dùng thì là nước nó sẽ xịt lên đó, thì nó sẽ giúp cho các bác là vệ sinh răng lợi này. Đấy, nó sẽ có các cái đầu tăm như này. Đấy, thì tóm lại là mình đang sử dụng là tăm thường, là tăm tre. Đấy, bây giờ các bác sử dụng sang cái tăm nước này cho em, nó vừa tốt vừa an toàn, vừa tránh viêm nếu viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Đây, đấy, nó sẽ là cái tia nước nó xịt vào và nó giúp cho các bác vệ sinh răng lợi luôn. Giá sẽ là 180.000 nhá. Tăm nước 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít đen nhá. Vít đen thì nó sẽ là một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả nhá. Đấy. Và các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Con này thì có xoáy nhanh, có trợ lực luôn, cho nên các bác dùng nó rất là tiện nhá. Có xoáy nhanh, có trợ lực.
rất là tiện luôn. Đấy đây, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ vít đen như này. Được, sẽ có cho bác là 12 đầu vít một tay công như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. 12 đầu vít một tay công. Nó sẽ là một cái dòng tô vít trợ lực rất là tốt luôn, thép CRV nha. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít đen nha. Vít đen giá sẽ là 60k cho một cái bộ vít đen như này. Ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 nhá. Con này thì nó sẽ là hàng theo các cái công dụng như là khởi động lại động cơ này, đấy, nới lỏng các cái phần bộ phận đã dỉ sét này, rồi làm ngưng tiếng kêu phát ra này, là bảo vệ kim loại chống dỉ sét ăn mòn. Rất nhiều chức năng cho một cái chai như này. Đấy, hàng thì của thương hiệu Nippon và được nhập khẩu và phân phối bởi các cái tập đoàn của Australia các bác nhá. Australia này các bạn này. Giá thì sẽ là 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Qua lên cho em là xịt RP7, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một chai xịt RP7 như này các bạn này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay chữ nhật các bác nhá. Đấy, khay chữ nhật. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Giá của nó sẽ là 30k cho một khay chữ nhật như này. Con này thì dung tích của nó vào khoảng là đi 3 đến 400ml thôi nhá. 3 đến 400ml. Đấy, và nó có nắp nhựa như này. Thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ uống rất là ok. Thì có thể dùng để mang đi học, đi làm này. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng ở nhà cũng rất là ok nhá. Đấy, dùng ở nhà, đựng vào tủ lạnh, bỏ tủ lạnh, hoặc là các bác mang đồ ăn thức uống bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, có nắp đậy cho các bác luôn thì rất là tiện ích. Lên cho em là khay chữ nhật, giá của nó sẽ là 30k nhá. Đấy, khay chữ nhật này. Khay chữ nhật giá của nó sẽ là 30k cho một là cái khay chữ nhật thế này, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con dao. Đây. Đây nó sẽ là một cái dòng dao Thái của Đức nhá. Con dao Thái Đức này bao nhiêu đấy? 130 à? Các bác lên cho em là dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là gần 40 cm. Đây, hàng made in Germany này, hàng của Đức cực kỳ là ngon luôn. Đó. Em sẽ dọc giấy cho bác xem nhá. Đây. Đấy. Lấy cho anh tờ giấy này. Xé cái quyển này. Tờ quyển móng này. Đây nha, em sẽ dọc giấy cho bác xem các bác này. Đấy, con này dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, dao thì siêu bén luôn các bác nhá. Đấy, con này, đấy các bác theo. Đấy. Đấy, rất là bén luôn các bác theo. Đó. Rất là bén luôn nhá. Đó. Các bác theo. Đây, rất là bén luôn. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 cm, tầm khoảng 35 37 cm, rất là dài luôn. Các bác dùng để thái lọc phi lê, hoặc là các bác dùng để mình gọi là bổ hoa quả các thứ, bổ dưa hấu thứ nhất là rất là đàm tay luôn. Đấy, hàng thương hiệu Quyên Linh hay hình người của Đức này, made in Germany này. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhé. Dao Thái Đức giá sẽ là 130k. Dao Thái Đức này giá sẽ là 130k nha. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao chặt Đức nhá. Đấy, dao chặt Đức đây. Đấy, con này thì dao chặt Đức này. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000, hàng của Đức, cân nặng khoảng từ 4 đến 5 lạng. Đây. Đấy, chiều dày của nó vào khoảng từ 3 đến 5 ly, rất là dày luôn. Hàng liền thân như này nhá, liền thân này có đánh nhám chống dính này. Cũng hàng thương hiệu Quyên Linh của Đức luôn. Đấy, made in Germany nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 150k. Các bác lên theo là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức 150k cho một em dao chặt Đức như này. 150.000 dao chặt Đức như này nhá. Con này thì chặt cực kỳ là đàm tay luôn. Có phần quai treo này, có phần để các bác dằn thịt này. Đó, rất là ngon lành như này. Con này thì lên theo là dao chặt Đức, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con mã dao chặt Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Có cho các bác thêm một cái mã dao gọt đây. Con dao gọt này thì giá của nó sẽ là hàng made in Germany, cũng của thương hiệu Quyên Linh luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một con dao gọt như này. Giá của nó sẽ là 60k. Đấy, các bác lên theo là dao gọt Đức nhá. Đấy, dao gọt Đức này. Gọt Đức giá của nó sẽ là 60k cho một em nhá. 60.000 cho một em dao gọt Đức như này. Con này thì siêu bén luôn, chiều dài của nó khoảng 20 cm nhá. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, rất là bén luôn. Chiều dài khoảng 20 cm và nó là dòng liền thân nhá. Đấy. Nó là dòng liền thân luôn thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, không lo bị bong chốc nhá. Đấy, tất cả đều là đúc liền hết, và cái này của nó thì nó sẽ là đánh nhám để các bác cầm nó khỏi trơn trượt. Con này các bác dùng để gọt hoa quả thì rất là ngon luôn, gọt hoa quả rất tuyệt vời luôn. Chuyên dùng để gọt hoa quả hoặc là các bác gọt đồ ăn, đấy, làm đồ ăn, chế biến đồ ăn rất là ok.
ngọt Đức 60.000 này. Đấy, 60.000. Giá thì các bác có thể mua theo combo hoặc là mua lẻ cũng được. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Các bác lên trên là cọ vịt này. Thì con này nó sẽ là một cái dòng chổi rất là đa di năng luôn. Mình dùng kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là ok nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán như này, về nhà các bác che dán vào tường cho em. Đấy, dán vào tường sau đó thì mình đeo vào như này là xong này. Bóc cái miếng dán này ra, dán vào tường đeo vào cho em là xong. Ở đây nó sẽ là một cái phần đầu chổi như này. Về nhà các bác lắp vào đây cho em, lắp vào đây nhá. Con này thì các bác có thể đưa vào các cái khe kẽ này, kỳ cọ này, đánh này rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất là vệ sinh và tiện. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em là xong. Đó, nó tháo ra cho nó vận chuyển cho nó gọn. Và về nhà các bác để thì mình sẽ dán lên tường, mà mình để vào đây là nó sẽ sập vào này. Đấy, có miếng dán cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 60 cành cho một cái chổi cọ vịt như này thôi. Lên theo là cọ vịt nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Con này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Cọ vịt 60.000. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái dòng chổi như này các bác này. Đấy, mình chỉ cần cho dầu vào, sau đó thì mình kỳ cọ các cái phần như là các cái khe kẽ, nó rất là tiện. Đấy. Và ưu điểm của nó là về nhà các bác có thể dắt lên tường được này, nó rất là gọn. Đấy, dắt lên tường luôn. Nó rất là gọn, các bác không phải để chỗ khác nó bẩn thỉu, nó nhếch nhác. Đấy, dắt lên tường thì các bác vệ sinh những cái nền nhà thì nhếch nó rất là ok luôn. Đấy, kỳ cọ đa ngóc ngách luôn. Rất là tiện ích nhá. Đấy, dắt lên tường rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Trước em đang bán là 60.000 đây, tại về các bác giá 55k nhá. 55k. Lên mã giúp cho em là chổi cọ vịt nhá. Giá sẽ là 55.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bật lửa cây nhá. Đây nó sẽ là một con bật lửa như này. Nó sẽ có sẵn ga cho các bác luôn. Đó, sẵn ga rồi. Về nhà các bác chỉ cần bật thôi. Đó. Và có điều chỉnh cho các bác là cái lẫy khóa nhá. Về nhà các bác bật thì phải đẩy cái lẫy khóa này cho em này, cái lẫy khóa này. Đẩy ra thì mới bật được nhá. Đấy, còn bình thường khi em vận chuyển đi là nó sẽ khóa này để tránh cái việc là cháy nổ nhá. Đó, đây. Các bác lên cho em là bật lửa cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một con bật lửa cây như này. Ở đây thì nó sẽ là các bác về các bác bơm ga vào cho em. Đấy, có sẵn ga rồi, về nhà các bác bơm ga vào cái đít này cho em này. Con này thì nó sẵn ga rồi, về nhà các bác dùng hết thì bơm ga vào thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước rút này, thước dây rút nhá. Đó, thước dây rút. Con này thì nó sẽ là dòng bao nhiêu mét đây nhỉ? 20 mét. 20-30. Dòng này của nó sẽ là 30 mét nhá. Đấy, em còn mấy con nữa thanh lý nốt cho các bác. Đang bán bao nhiêu nhỉ? Đang bán 140. Đợt này về cho bác giá là 120.000, thanh lý lỗ cho các bác luôn nhá. Thước dây 30 mét, 120k. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 30 mét. Dây của nó là dây vải nhá. Dây vải và có bọc cao su non. Thì dây vải nó sẽ chống đứt, chống giãn và bọc cao su non để nó khỏi ngấm nước, khỏi bị mục nát này. Đấy, chiều dài của nó là 30 mét nhá. Đó, đây, số to rõ ràng rất là đẹp luôn. 30 mét tơ này các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác mua về để mình đo đạc, rồi nói chung là sử dụng rất là tiện ích. 120k cho một cái thước rút như này. Đấy, lên theo là thước dây rút. Giá sẽ là 120.000 nhé. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. 120k. Thanh lý nốt cho các bác, giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái vòi tưới cây tăng áp bằng đồng này. Cái này thì là dòng không có cút nối. Thanh lý nốt cho bác giá 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc nhé. Còn cái dòng có cút nối thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, có cút nối thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em còn hai cái khóa quá này. Đấy, hai cái khóa. Khóa số loại nhỏ này. Con này thì nó sẽ là bằng khoảng ngón tay cái như này nhá. Bằng ngón tay cái như này. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 20.000 một chiếc. Còn hai chiếc nữa nhá. Đấy, các bác dùng để khóa vali hoặc là khóa cổng, khóa cửa cũng đều được. Đấy, 20.000 một chiếc. Đó, khóa bằng khóa số nhá. Con này thì nó sẽ là dòng to này. Con này thì nó sẽ là bằng gần 3 ngón tay như này. Gần 3 ngón tay này các bác này. Đó, đây. Thì con này các bác dùng để khóa cổng, khóa cửa cũng đều ok hết nhá. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000 cho một chiếc như này. 30.000 cho một chiếc này. Còn hai chiếc nó thanh lý nốt này. Tiếp theo thì bên shop còn một cái kéo cắt cành kéo cành cam này. Đấy, kéo cành cam đây. Con này thì các bác dùng để mình cắt cành các thứ này. Con này em đang bán là 70.000. Đấy, con này thì em để nó đang bị rỉ, về nhà các bác chỉ vệ sinh qua cho em là xong. Đó. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 30.000 cho một con kéo cắt cành cam như này. Còn hàng đẹp nguyên túi, nguyên đai, nguyên kiện thì sẽ là 70.000 nhá. Con này thì em để quá lâu rồi cho nên nó hơi bị rỉ một chút. Về nhà các bác có thể mình vệ sinh đi cho em là ok. Thanh lý nốt cho bác giá là 30.000 thôi nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa các bác nhá. Đấy, cái búa thì các bác lên mã giúp cho em đó là búa A2 to. Con này sẽ là 130.000 nhá.
130.000 cho con búa A2 to như này. Đấy, con này sẽ là búa to, sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000 cho con búa A2 to này các bác nhá. Đấy, 130k. Đó. Còn con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Đấy, 90.000 cho con 80.000. 80.000 cho con A1 nhỏ này nhá. A1 nhỏ này sẽ là 80k. Đó, các bác lên cho em là A1 này. A1 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con A1 như này. Còn con này thì các bác lên cho em là A2 to này. A2 to giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Con này thì nặng khoảng là đi 3-4 lạng, còn con này thì nó sẽ là nặng khoảng con này thì nặng khoảng 5-6 lạng nhá, 5-6 lạng. Con này con nhỏ này thì chiều dài khoảng 25 cm và con to này chiều dài khoảng là 30 cm. Đấy, tất cả của nó đều là cái dòng có gọi là cán bằng thép và có cao su để cầm khỏi trơn trượt nhá. Hàng thương hiệu Asahi này, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá. Bộ lục giác. Giá thì sẽ là 90.000 cho một cái bộ lục giác như này, 90k. Hàng của thương hiệu Tajima này, Tajima made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Bộ lục giác 7 màu, giá sẽ là 90.000, bao gồm là 9 cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cây, kích thước của nó là từ 1.5 đến 10 nhá. Từ 1.5 đến 10. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu 90.000 các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái bộ gọi là bộ hoa thị đây. Bộ hoa thị này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 70.000 cho một cái bộ hoa thị như này thôi. Đấy, 70.000 cho bộ hoa thị như này nhá. Đấy, cái bộ hoa thị này thì nó sẽ là các cái đầu hoa thị như này, 2 4 5 cũng có 9 cây đầu hoa thị như này nhá. Thì các bác dùng cái gì thì mình lấy cái đấy thôi. Lục giác là riêng và hoa thị là riêng nhá, chứ không phải là lục giác hoa thị đâu. Đấy, nhiều bác này cứ nhầm lẫn như vậy. Bộ lục giác là nó là 6 cạnh, còn bộ hoa thị thì nó là dòng múi hoa thị. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xay tiêu này. Còn một ít nữa Thanh Lý nốt cho bác, giá là 30.000 cho một cái xay tiêu như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái này ra cho em này. Các bác cho hạt tiêu, cho các cái loại hạt vào đây. Sau đó thì mình xay như bình thường nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất là tốt luôn. Đấy, giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu này thôi. Các bác xay thì cái tiêu nó sẽ, khi xoay thì mình sẽ xoay như này. Và cái phần tiêu nó sẽ rơi xuống nắp này là mình sử dụng thôi. Ăn đến đâu xay đấy, còn các bác cứ để hạt trong này bình thường. Đó, ăn đâu xay đấy rất là tiện. Lên cho em là xay tiêu nhá. Giá thanh lý cho bác cái giá đó là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu như này. 30k các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dao thái lỗ nhá. Đây, con này thì dao thái lỗ này. Con này thì giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con dao thái lỗ như này, hàng nội địa của Nhật đây. Rất tiện ích các bác này, made in Japan nhá. Đó, nội địa của Nhật. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này rất là bén luôn các bác này, rất là bén luôn các bác theo. Đó. Giá của nó sẽ là 125.000 nhá. Bên kia là dao thái lỗ 125k nhá. Dao thái lỗ này, nó có cái lỗ 125k. Con này thì các bác chuyên dùng để thái rất là ngon luôn. Thái gọt này, có lỗ như này, có đánh nhám chống trơn trượt này. Hàng nội địa của Nhật, siêu bén cho các bác luôn. Đấy, và chiều dài của bản này thì nó vào khoảng là 5-6 cm. Thì các bác có thể dùng để mình thái rất là tiện. Rồi, ok. Chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. À, sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Hàng này thì nó sẽ là một dòng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Thứ nhất là có hai nắp này, một nắp giữ nhiệt và một nắp làm cốc luôn nhá. Hai nắp này đều có tính năng giữ nhiệt nhưng mà nắp này thì thêm chức năng làm cốc nữa. Đấy. Hàng rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, và dung tích của nó là 1,5 lít nhá. Có lưới lọc này, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok. Dung tích 1,5 lít thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giữ nhiệt của nó thì hàng mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh là 36 tiếng này. Đấy, và giữ nóng là 24 giờ nhá. Hàng này thì cực kỳ ngon lành cho bác luôn. Ưu điểm của nó là hàng giữ nhiệt tốt này, có quai đeo, các bác có thể dùng đi mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dùng cả ngày được luôn. Đấy, dùng cả ngày luôn cho nên rất là tiện. Lên mã giúp em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Bình nhiệt này. Đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Quân đội Mỹ giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bình xanh quân đội, còn các màu khác thì sẽ là 170k nhá. 170.000. Đấy. Riêng cái màu xanh quân đội này thì nó hiếm màu hơn một chút thì sẽ là 190.000.
Còn màu inox, màu đỏ và màu xanh đen thì sẽ là 170.000 nhá. Ưu điểm của dòng này là dung tích của nó là 1,5 lít cho nên các bác dùng được rất là lâu, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 đĩa này. Đấy, các bác lên cho em là bộ 5 đĩa nhá. Bộ 5 đĩa tròn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này thôi. 120.000 nhá. Con to nhất thì đường kính của nó sẽ là 24 cm. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn này. 5 đĩa tròn giá sẽ là 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, con to nhất là khoảng 24 cm. Con này là 22 cm này. Con này là 20 cm này. Con này 18 cm này. Và con này nó sẽ vào khoảng là 14 cm gì đấy. Đấy. To, dày dẫn đẹp chắc chắn. Giá thì rất hợp lý cho bác, chỉ có 120.000 thôi. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó, mà giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nho khô nhá, hàng của Nhật này. Đấy, một bịch này sẽ là 100k trong một bịch như này, 100.000 trong một bịch nho khô như này. Cái này thì các bác có thể dùng để uống trực, hãm nước uống trực tiếp này, ăn trực tiếp này, hoặc là các bác dùng để làm thuốc hoặc ngâm rượu đều ok hết nhá. Hạt quả to đều đẹp, màu tự nhiên nhá, không có phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Con này thì nó sẽ là 100.000 trong bịch như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng như là mua để mình sử dụng trực tiếp rất là ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô này. Nho khô thì hàng nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đấy, được phân phối bởi tập đoàn Samsung đây. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đây. Đấy, đây tập đoàn Samsung này. Con này thì giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này nhá. Đấy, đây, hạt to đều đẹp này. Đấy, màu tự nhiên, không phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này. Đấy, 90.000 cho một bịch nho khô này các bác nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là đóng bịch như này và các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Đấy, hoặc Tết về các bác mua để đi Tết được. Hàng của tập đoàn Samsung này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Đấy, bác nào có ô tô thì nên có một cái dây như này. Nó sẽ có cho các bác là dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét nhá, từ 2 đến 3 mét. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá. Thì các bác kẹp vào cái bình. Ví dụ như là ô tô của các bác khi mà dọc đường nó bị chết. Đấy, chết máy thì các bác dùng cái dây này kẹp vào, gọi một cái ô tô khác đến, kẹp từ bình nọ sang bình kia, sau đó thì mình đề nổ thôi. Đó. Đấy, chất liệu của nó thì đều là bằng đồng hết nhá. Đấy, 2000mAh này. Lên cho em là dây câu bình nhá, giá sẽ là 180k, 180.000 cái dây câu bình như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đấy. Cái này thì để các bác chế biến thịt này. Đấy, đây, nó sẽ là cái đầu sâm như này. Để các bác chế biến thịt thì mình sâm như này cho em. Đấy, đây. Đây ví dụ như em sâm này các bác. Đấy. Sâm này thì nó sẽ ra cái lỗ này, ra cái lỗ này các bác này, những cái lỗ này. Những cái lỗ này thì có tác dụng là nó để thẩm thấu các cái gia vị các bác tẩm ướp à. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái sâm thịt 40.000 à? Các bác lên cho em là sâm thịt nhá. Đấy, sâm thịt này. Giá của nó sẽ là 35k nhá, 35k cho một cây sâm thịt như này. Giá ra giò luôn. Đấy, 35.000 trong cây sâm thịt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thả bồn cầu nhá, túi thả bồn cầu. Đấy. Thì một cái túi như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi này thôi. Một túi này sẽ có 10 viên nhá, 10 viên. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Một túi này là 10 viên thoải mái sử dụng nhá. Các bác có thể dùng để mình thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình để mình sử dụng. Nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, 15.000 cho một túi. Đấy. Thì công năng của nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là tẩy trắng nhá, sạch thơm tẩy trắng. Lên cho em là túi thả bồn cầu giá chỉ có 15k thôi, 15k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp đựng tăm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp tăm như này. Đấy, hộp đựng tăm nhá. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Các bác có thể dùng đựng tăm rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong cái hộp đựng tăm như này thôi. 95k một chiếc nhá. Đấy, 95.000 trong cái hộp đựng tăm này, các bác chỉ cần bỏ tăm vào đây. Đấy, mình nhấp như này là nó sẽ đẩy lên, mình lấy sau đó thì mình ấn nó vào. Hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn hoa lá cành này, chuyên dùng để đựng tăm. Giá thì chỉ có 95.000 trong cái hộp tăm như này thôi nhá. 95k. Giá rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì ngay bên shop về các bác cái sản phẩm đó là cái đài FM các nhá. Đây. Đấy, các bác lên xem là đài FM này. Đấy. Các bác bật thì ở đây này. Đấy.
cho to thì đây nhé. Theo thống kê, dân số Hà Nam hiện có khoảng trên 800.000 người, trong đó có trên 400.000 nữ, chiếm khoảng 49,54% dân số toàn tỉnh. Trong đó, lao động nữ chiếm khoảng 51% dân số trong độ tuổi lao động. Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác tuyên truyền được xem là yếu tố then chốt, tạo nên sự thay đổi về nhận thức đấy, và hành động thì, của nhân con dân. Này, to, cái này vừa là tắt bật vừa là to nhỏ luôn này. Đấy, các bác dò ở đây. Và con này các bác có thể kết nối MP3 để nghe nhạc nhá. Kết nối Bluetooth để nghe nhạc thì cái chức năng này em giới thiệu thêm thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho bác một viên pin rồi. Về nhà có cả dây sạc luôn, các bác chỉ việc sạc hoặc là dùng thôi. Con này thì các bác lên cho em là đài FM 260.000 nhá. Có cả đồng hồ luôn này. Đồng hồ thì về nhà các bác tháo cái lấy cả này ra này là đồng hồ nó chạy này, ấn xuống đồng hồ chạy. Đây, đồng hồ chạy nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và có dâu như này, có dâu này các bác dò để các bác dò đài mình bắt đài này. Đấy, bật lên cho em này. Bởi giúp họ nâng là các bác dò này. Đấy. Các bác cứ dò này cho em là ra này. Đấy. Rất là tiện ích nhá. Và rất là nhiều đài luôn. Đấy, và khi dò này các bác để cho em chế độ FM để mình dò nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy. Chỉ có 260.000 cho một con đài FM như này thôi. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác cứ về các bác dò là nó sẽ ra thôi. Tần sóng của nó rất là tốt luôn. Rất đẹp này. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 trong con đài FM như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Đấy. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Chuẩn bị cũng đến năm mới rồi thì chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như công tác của mình. Đó thì sản phẩm đầu tiên đó là cuối năm rồi các bác sắm sửa đồ cho gia đình nhà mình nhé. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhé. Lô này em về thì nó sẽ là một cái dòng khăn lẫn màu như này nhá, lẫn màu này. Nó sẽ thường là màu các cái màu xanh, màu trắng rồi các cái màu như này nhưng mà rất là đẹp các bác này. Đấy. Và nó sẽ có lẫn những các màu này. Lô này về thì nó sẽ rất là dày dẫn hơn, đẹp hơn nhá. Một mặt bông thô, một mặt bông mịn như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái khăn tắm như này. Các bác không nghe nhầm đâu nhá, chính xác đấy nhá. 40.000 cho một cái khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá. Đấy, khăn tắm hàng nhập khẩu của Hàn Quốc nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc này. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Đấy, tức là một chiều 70 và chiều 1m4. Giá là 40k nhá. 40.000 cho một khăn tắm to tổ bố này các bác này. Bình thường các bác mua một cái khăn rửa mặt thôi cũng đã phải mất đi 20-30.000 rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm to như này giá chỉ có 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa nhá. Cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi để các bác mua để mình đi chơi Tết này. Đấy, cũng rất là tiện ích nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dòng nước hoa của Gucci đây. Nước hoa của Gucci này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở tại Anh Quốc này. Đấy, made in UK này. Đấy, giá sẽ là 130.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. 130.000 nhá. Đấy, nước hoa của Gucci này. Đấy. Tiếp theo là nước hoa của Chanel này. Đấy, Chanel. Đó, con này thì nó sẽ là hàng sản xuất của Pháp nhá. Hàng sản xuất ở Pháp đây. Made in France này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu nước hoa Gucci và nước hoa Chanel. Đều là 130.000 cho một lọ như này. Các bác muốn lấy lọ nào thì lấy các bác nhá. Muốn lấy lọ nào thì lấy, 130.000 một lọ thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel. Đó, đây nó sẽ là Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci này. Hàng nguyên tem nguyên đai nguyên kiện như này cho nên là em cũng không có bóc được đâu. Em chỉ quay bên ngoài này thôi các bác nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 130.000. Và con này cũng 130.000 luôn. Đấy, nước hoa Chanel. Con này thì nó sẽ là nước hoa Chanel nhá. Dung tích của nó sẽ đều là 100ml các bác nhá, 100ml hết. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng nước hoa đó là nước hoa Dubai nhá. Các bác lên cho em là nước hoa Dubai này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. 1 2 3 4 5. 5 lọ nước hoa như này mà giá chỉ có 60.000, tính ra là vào có hơn 10.000 cho một lọ nước hoa. Đấy, cực kỳ là thơm luôn. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau nhá. 5 lọ 5 mùi hương khác nhau. Đó, dòng nước hoa chiết nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi các bác này. Đấy. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, 5 mùi nhá. Đấy, mùi Chanel Coco này, mùi Golden này, nói chung là đủ mùi cho bác luôn. 1 2 3 4 5, 5 mùi hương như này. Giá sẽ là 60k nhá. 60k. Lên cho em là nước hoa Dubai, 60.000 cho một hộp nước hoa Dubai này. Đấy, made in Dubai nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
khò ga đại các bác nhá, khò ga đại cầm anh cái khò ga trắng này. Đấy. Con này nó sẽ là khò ga đại này, hàng của Nhật này, Kabushi Japan này. Đấy. Và nó về thì nó sẽ có mấy màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Đấy. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con khò ga đại như này nhá, 120.000 cho một con khò ga đại như này. Các bác lên cho em là khò ga đại 120.000. Dòng này của nó sẽ là dòng đánh lửa tự động nhá. Các bác chỉ cần là nhấp này là nó sẽ đánh lửa này. Đấy. Lắp thì phù hợp với hầu hết các loại bình ga của Việt Nam mình. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm lắp vào mình sử dụng này. Thui chân giò này hoặc làm thợ làm nghề đều ok nhá. 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái khò ga trắng này. Con khò ga trắng này thì giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là khò ga trắng nhá. Con này giá sẽ là 50k. Đấy. Các cái phần kết nối lửa của nó đều bằng đồng hết này, đều bằng đồng hết các bác nhá. Đấy, đều bằng đồng. Đấy, con nào to hơn thì nó sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Đấy, con này thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, dùng cũng rất là ok và con này thì sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc bình ắc quy nhá. Con này thì nó sẽ là sạc được bình 12V, sạc bình 12V. Và con này thì nó rất là nhiều chức năng luôn. Khử sun phát rồi chống đảo chiều rồi nói chung là làm cho trẻ hóa bình. Đấy, bình ví dụ các bác dùng bình dùng lâu nó bị già thì nó sẽ khử sun phát giúp cho các bình của bác dùng được lâu hơn. Đó. Con này thì giá sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Con này chỉ sạc được bình 12V thôi, chỉ sạc được bình 12V thôi các bác nhá. 12V 4A. Đấy, 100A này các bác này. Đấy, 4A đến 100A nhá. Con này chuyên sạc bình 12V các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 190.000 cho con sạc bình 12V như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khoan mini nhá, khoan mini. Con này thì nó rất là tiện các bác dùng để mình khoan rồi nói chung là bắt vít bắt viếc đều ok hết nhá. Thứ nhất là sẽ có một cho bác một tay khoan như này các bác này, một tay khoan này các bác nhá. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có đảo chiều ra vào cho các bác này. Đấy. Và ưu điểm của con này thì nó còn có thể xoay thẳng được nhá. Đấy. Đây các bác này. Đấy, nó còn xoay thẳng được như này nữa này. Đấy, các bác nhấp cái này cho em là xoay thẳng này. Đấy, rất là tiện luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác rất là nhiều các cái đầu mũi vít nhá. Đấy. Con này 180.000 cho một bộ như này. Đấy, 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là khoan mini 180.000. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là nguyên cái này là có 30 đầu vít rồi, 30 cái đầu vít như này nhá. Đấy, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn các thứ đầy đủ đây. Nguyên cái này là 30 đầu vít này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là các cái đầu mũi khoan rồi đầu lục giác rồi đốc sạc rồi kèm các cái đầu lắc các bác này, cái tay lắc ngoằn ngoèo như này. Đấy. Giá thì đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá thanh lý rất là hạt rẻ luôn. Chỉ có cho 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini giá sẽ là 180.000. Đó. Lên cho em là khoan mini này. Khoan mini giá sẽ là 180k cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu khoan mini, hai là mẫu máy vít này. Cái máy vít này thì nó sẽ là nhỏ gọn hơn các bác nhá. Nhỏ gọn hơn. Nó sẽ kèm cho các bác là hai đầu mũi vít đây, hai đầu mũi vít như này các bác này. Kèm cho các bác là hai đầu mũi vít như này. Đấy. Con này, đấy, hai đầu mũi vít này các bác nhá. Đó. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc này, một cáp sạc hai đầu mũi vít, một dẹt một tròn. Con này thì nó chỉ có chức năng xoáy ra xoáy vào thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Minh Minh. Hold vào đây. Đấy các bác nhá. Các bác chỉ cần lắp vào này này, lắp vào này xong là mình xoáy ra xoáy vào rất là tiện này. Đưa cho anh cái con ấy kia, con ad. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là tiện luôn. Để em sẽ test cho các bác xem. Con này thì nó cũng rất là khỏe luôn nhá. Rất khỏe luôn các bác này. Đây, xoáy ra xoáy vào các bác này. Đây nhá. Đấy, đây. Mình xoáy ra cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đấy. Xoáy ra các bác này. Đấy, xoáy ra này, xoáy vào này. Rất là khỏe nhá. Đấy. Rất là khỏe luôn. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là ok luôn nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con máy vít thế này. Các bác lên xem là máy vít giá sẽ là 130k nhá. Đấy, 130k cho một em máy vít thế này, còn con kia nó sẽ là khoan mini, nó đa năng hơn. Con này thì lên xem là máy vít này. Máy vít giá sẽ là 130k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hạc, con hạc đồng này. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng đồng nhá, bằng đồng như này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lư như này nhá, một cái lư đeo như này để các bác bỏ cái nhang trầm vào đây mình đốt này. Đấy, bỏ cái nhang vào đây. Bên em có bán kèm cả nhang luôn nhá. Đấy, bỏ nhang vào đây đốt sau đó thì mình treo lên. Này thì các bác dùng ở bàn làm việc hoặc là trên bàn thờ rất là tiện này. Đấy, thì dùng nó sẽ thư thái rồi tĩnh tại rồi nói chung là rất là ngon lành cho bác luôn. Giá sẽ là 70.000 cho một bộ nhang bộ hạc đồng như này nhá. Lên cho em là hạc đồng, giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 trong cái bộ hạc đồng như này. Đấy, bao gồm cho các bác là
một con hạc và một cái lư như này, chất liệu bằng đồng nhá. Lên cho em là hạc đồng này. Đấy, trước đang bán là 60.000, đợt này về nó sẽ cao hơn một chút, sẽ là 70k nhá. 70k trong cái hạc đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cái nhang hạc này luôn. Nhang hạc này thì sẽ là 60.000 nhá. 60k cho một cái hộp nhang như này, rất là nhiều luôn nhá. Rất nhiều nhang luôn. Các bác bỏ vào trong cái lư ấy, sau đó thì mình đốt là bình thường là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá, khăn bếp. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá. 10 chiếc các bác dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau bếp, rất là tiện luôn. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi bông tự nhiên. Đấy, nó vào khoảng là 20-25 gì đấy nhá, 25-25. Đợt này về mẫu to, giá sẽ là 30.000 cho một bịch 10 chiếc. Lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau thực phẩm, rồi lau dùng để lau mồm. Đấy, ăn cỗ, ăn bàn, lau mồm được. Đấy, lên cho em là khăn bếp nhá. Khăn bếp giá của nó sẽ là 30k trên một bịch 10 cái luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn led này. Đấy, à xin lỗi các bác, đó là cái thước laser nhá. Đấy, thước laser như này. Đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác dùng đa di năng được luôn. Đấy, bật lên này. Đây nó sẽ có cái cản pin, các bác tháo cái cản pin này ra cho em này. Sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy, nó sẽ có cho các bác như này. Và các bác điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em nhá. Điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em này, gạt cái này lên, gạt xuống này. Đấy sẽ là điều chỉnh tia này. Đấy, đây em sẽ dọi cho các bác xem nhá. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác các cái tia lấy góc vuông hoặc là tia đứng, tia nằm đều được hết nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Đây nhá. Tia này. Đấy, rất là sắc nét luôn, rất sắc nét luôn các bác này. Đấy, con này thì vừa lấy đứng, vừa lấy nằm, vừa lấy góc vuông được luôn nhá. Đó, thấy không? Nét chưa? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ laser như này, một cái bộ thước thủy này nhá, thước thủy này, đo đứng, đo nằm, đo nghiêng đều được hết nhá. Và có cho các bác là cái thước đo 15 cm này, và có cho anh em các bác một con thước rút luôn nhá, một con thước rút 2,5 m luôn. Đấy, 2,5 m luôn. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Combo cho các bác đa di năng như này. Mà cái giá thì bên shop đang chào gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá, giá sẽ là 90k. Đấy, giá sẽ là 90k cho một con thước laser như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọ xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi. Bác nào bị đau mũi, viêm mũi, kích ứng mũi rồi dị ứng, các bác dùng cái này cho em. Giá sẽ là 45.000 cho một cái lọ xịt xoang như này nhá, 45k. Đấy, bác nào bị đau mũi, viêm mũi, dị ứng rồi, các bác dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bị viêm mũi lâu năm, dùng con này khỏi hết các bác nhá. Đấy, dùng cho em liên tục từ 2 đến 3 lọ là khỏi luôn. Nó sẽ là thuộc dạng xịt xương như này. Các bác xịt thẳng vào khoang mũi mình cho em. Đó. Đau mũi, viêm mũi, dị ứng mũi này, hoặc là bị dị ứng theo thời tiết, các bác dùng đều khỏi hết nhá. Bên em bán rất là nhiều rồi. Giá sẽ là 45k nhá. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi này. Xịt xoang mũi này. Xịt xoang mũi, giá sẽ là 45k nhá. Cho một tip như này. Đó, 45k trong tip như này. Rất tiện để các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn năng lượng ba cánh nhá. Con này thì bên em có video test rồi cho nên là em sẽ quay nhanh thôi. Đấy, đây nó sẽ là một tấm pin như này nhá. Một tấm pin như này và một con đèn rất là tiện ích luôn. Đấy thì khi mà các bác sử dụng ấy thì ban đêm là mặc định là ban đêm nó sẽ tự sáng cho các bác luôn nhá. Ban đêm nó có cảm biến mà, cho nên là ban đêm nó sẽ tự sáng. Đấy. Còn nếu mà ban ngày ấy, khi mà các bác về sử dụng mà các bác test ấy, là các bác phải nếu mà các bác muốn test mà cắm cho em cái chân sạc này vào này, cắm cái sạc này vào ấy, là nó sẽ tắt, thì các bác phải che cái tấm pin này đi này. Đấy, che tấm pin này đi nó sẽ lên này. Đấy các bác nhá. Đó. Thì cái tấm pin này nó sẽ là cảm biến cho cái đèn này luôn. Tức là ban đêm trời tối là nó sẽ tự nó sáng, còn ban ngày nó sẽ tự tắt nhá. Và ngoài ra nó sẽ có cảm biến là có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Đấy, và nó sẽ có 3 chức năng cho các bác luôn. Đấy. Sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, và rất là sáng luôn nhá. Đấy, có thể xoay đảo hướng các kiểu luôn. 180.000 cho một cái con đèn năng lượng ba cánh như này. Rất tiện để cho các bác sử dụng khi mà mình vừa là tiết kiệm năng lượng, vừa là có ánh sáng mình sử dụng luôn. Đèn năng lượng ba cánh nhá. Giá của nó sẽ là năng lượng ba cánh này, 180k thôi, 180.000 cho con đèn năng lượng ba cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lọc rác Thiên Nga nhá. Lọc rác Thiên Nga. Đây, nó sẽ là một cái con lọc rác như này. Các bác chỉ cần quặc vào cái chậu rửa nhà mình thôi, quặc vào cái vòi chậu rửa này, sau đó thì mình để rồi rác giếc các thứ là mình đồ ăn thừa mình đổ hết vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vỗ vào cái thùng rác nhà mình là xong. 25.000 cho một con lọc rác Thiên Nga như này bằng nhựa. Rất tiện ích luôn. Rồi ok.
Vâng, lại là em Phạm Huấn đấy các bác nhé. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Này 150 à. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bơm cây nhá. Lưu ý các bác thì con này nó sẽ là một cái hàng khá là cồng kềnh luôn. Cho nên em cũng nói thẳng các bác luôn là mình là người lớn nhá. Khi đặt hàng thì mình lưu ý giúp cho em là cảm thấy là phù hợp với nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng thì các bác hãng đặt. Tại vì cái hàng này nó cồng kềnh, tiền ship em gửi đi mất khoảng 50.000 rồi. Thế mà các bác đến nơi các bác không nhận hàng thì nó rất là tội cho em. Đó thì con này đây nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác dùng để mình bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Xe đạp xe máy đều ok hết. Đấy, chân đây và có đồng hồ báo này. Giá sẽ là 150.000. Thì con này nó sẽ là bơm dài cho nên là bên shop gọi nó sẽ là bơm cây nhá, bơm cây. Đấy, nó cồng kềnh, rất là cồng kềnh. Đóng gói đi, đóng gói về nó rất là phức tạp và rất là bị hỏng và tốn nhiều tiền nhá. Đấy, chuyển đi chuyển về em đóng gói nó cồng kềnh lắm các bác. Các bác thương em một tí thì các bác cảm thấy có nhu cầu thực sự thì mình hãng đặt, còn nếu mà đặt chơi đặt cho vui thì không nên đặt nhá, để tránh cái việc là bom hàng không nhận nhá. Đấy, giá thì chỉ có 150.000 thôi. Hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Kiroto này, bơm của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, cân nặng của nó thì con này sẽ bơm được khoảng là 7 cân nhá, bơm khoảng 7 cân. Các bác dùng để bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Hàng đây, đấy, cái xi lanh của nó đây. Đấy, nó sẽ có con xi lanh tích hơi như này thì các bác bơm nó rất là khỏe và đẩy hơi. Đấy, lên trên là bơm cây nhá, giá sẽ là 150.000 nhá. Lưu ý các bác là cảm thấy có nhu cầu thực sự thì hãng đặt nhá, để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận thì tội em ra. Đó, lên trên là bơm cây, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm một ti nhá. Đấy, các bác lên trên là bơm một ti. Con này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con bơm một ti như này. Đây các cái đầu kết nối của nó này các bác này. Đấy. Dây của nó thì thuộc là dây cao su bọc vải chống chống chuột cắn rồi chống đứt chống gãy nhá. Đấy. Đây, rất là khỏe luôn. Hàng thì hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Daishin này. Đấy, đây. Đấy, bơm rất là khỏe luôn. Con này thì dung tích bơm của nó thì được 7 cân, cũng có đồng hồ báo đàng hoàng nhá. Đấy. Thân bơm của nó thì nó sẽ là bằng inox như này và còn xương của nó thì nó sẽ là dòng xương khung thép và sơn tĩnh điện nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Chiều ngang của nó thì khoảng 10 cm. Các bác có thể dùng để mình mang đi ngoài đường rất là ok này. Đấy, nó chỉ nhỏ gọn bằng cái cánh tay của em này thôi. Đó, thì bơm xe máy là ok rồi. Bơm xe máy là ok. Thì các bác có thể mang đi để mình sử dụng khi mà mình di chuyển ở ngoài đường này, hoặc các bác làm những cái công việc mà phải di chuyển ngoài đường. Đấy, đề phòng xe bị hỏng này. Hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng sử dụng con này rất là ok nhá. Giá thì nó sẽ là, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Lên cho em là bơm một ti nhá. Bơm một ti nhá, bơm một ti. Giá sẽ là 100.000 cho con bơm một ti như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là con bơm 2 ti nhá. Đấy. Có dòng 1 ti, có dòng 2 ti cho các bác thì các bác muốn sử dụng cái nào cũng được. Đó, 2 ti này thì con này các bác có thể bơm thêm được cả ô tô luôn, bơm cả ô tô nhá, xe 4 chỗ với lại những cái dòng xe nhỏ là các bác bơm thoải mái này. Xe 4 chỗ, xe nhỏ bơm thoải mái cho em. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng khung thép sơn tĩnh điện và bên trên của nó thì nó sẽ là xương bằng inox như này nhá. Đấy, thân bơm bằng inox như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, của thương hiệu Santalay. Con này thì bơm cực kỳ là khỏe và đẩy hơi luôn. Đấy, các cái đầu kết nối của nó này, bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Đấy. Và con này là bơm ô tô là rất ok luôn. Các bác nghe tiếng hơi của nó ra rất là đẩy luôn nhá. Đó. Và gấp cũng rất là gọn. Chiều dài thì khoảng 30 cm và cái chiều rộng của nó thì vào khoảng là 13 cm nhá, 13 cm. Đó, và khung xương sơn tĩnh điện như này, rất đẹp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác dùng thì mình bơm phao, bơm bóng rồi bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết nhá. Bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. 250.000 cho một con bơm 2 ti như này. Và bên shop sẽ bao ship lên tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Bơm 2 ti nhá, bơm 2 ti, 250.000 một chiếc, hàng của thương hiệu Santalay. Đấy, Santalay nội địa của Nhật, rất chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm như này. Đấy, thì con này rất là tiện các bác này. Đấy. Thì ví dụ như là các cái phần nào mà nó bị bong hoặc là bị nứt thì các bác xịt vào cho em. Đây, ví dụ như đây cái này nó sẽ bị nứt như này nhá. Đấy, bị nứt như này. Đấy, phần tường, hàng rào rồi các cái khu vực nào mà trần nhà, trần nhiếc, tường bị nứt rột thì các bác xịt vào cho em. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhá. Lắc đều lên cho em để cho nó đẩy ga lên nhá. Đấy, và mình xịt thì các bác này. Đấy. Lưu ý là lắc thật đều lên cho em. Đấy, và mình xịt vào như này. Đấy. Thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này, các phân tử cao su non và nó sẽ bịt kín các cái lỗ này luôn. Đó, bịt kín các cái lỗ này nhá. Bịt kín các phần khe nứt này thì dùng nó rất là tốt luôn. Đấy, thì chống nứt, chống thấm rột rất là tốt. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm 50.000.
Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trên nhà bị dồn, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay nên thăng ngay để nhận ưu đãi. Rất tiện luôn nha, giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bình tông nhá, hàng của Nga này, CCCP, hàng của Nga cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ làm con bình tông này, hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Dung tích của nó là 2 lít, nắp của nó là nắp chống mất nhá. Đấy, tại vì là nó liền đai như này rồi, liền đai này các bác không sợ mất, và nó có gioăng luôn, có gioăng nhá, chống mất rồi chống trào nước nhá. Đấy, các bác có thể để ngược để xuôi đều được hết. Gioăng của nó rất là chặt luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. Dung tích của nó là 2 lít. Ưu điểm của con này nó sẽ có cho các bác là một cái túi da rất là đẹp như này nhá, một cái túi da rất là đẹp như này. Đấy, các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này, mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, làm nước uống, bình đựng nước uống hoặc là anh em đựng rượu đi nhậu rất là ok. Mình đeo vào quai này rất là đẹp và lịch sự này. Giá thì rất là thanh lý cho các bác luôn, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Đấy, bình tông Nga này, bình tông của Nga, giá của nó sẽ là 130k cho một bình, dung tích là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là, một hộp này bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng. Các bác dùng để mình thải độc chân rồi các cái gan bàn chân ấy, mình dán vào cho em buổi tối đi ngủ nhá. Thì các bác lấy một cái miếng dán này, kèm thêm cái gói thuốc này bóc ra, sau đó thì mình dán vào gan bàn chân nó rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có bằng một bát phở Hà Nội thôi, 40.000 một bát phở Hà Nội. Đấy, thì bên em cũng bán giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, lên cho em là dán thải độc chân nhá, giá sẽ là 40k. Dán thải độc chân này, dán thải độc chân giá sẽ là 40k. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá, các bác có thể dùng rất là tiện ích luôn, để mình dùng cho các cái phần chân mình bị đau nhức mỏi này. Đó. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh nha mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái miếng dán thải độc chân như này, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp như này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao cán gỗ nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt như này. Hàng thì cực kỳ là nặng đầm tay cho bác luôn. Đó, hàng loại dày nhá, made in Japan các bác này. Con này các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá đều ok hết nhá. Đấy, rất là dày. Dày của nó vào khoảng là 5-6 ly nhá, 5-6 ly rất là dày luôn. Đấy, con này thì dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá rất là ok. Đó, thì đây nó sẽ là một con dao cán gỗ nhá, cán gỗ. Chiều dài của nó vào khoảng là 30 cm. Thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá, dao chặt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là, lên cho em là dao chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhá. Giá chỉ có 180.000 cho một con dao như này thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Hàng của thương hiệu Seki Japan con này, Seki Japan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao con này thì quá lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Con này giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho con dao gọt gỗ như này các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Asaka Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để mình gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn nhá. Gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Mấy con dao gọt như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho các bác xem. Giá thì chỉ có 40k thôi. 40.000 cho con dao như này các bác này. Đấy. Rất bén luôn các bác theo. Đây. Rất là bén luôn nhá. Rất là bén luôn các bác theo. Đấy. Dọc giấy rất là ngon luôn. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Giá sẽ là 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc cho con dao gọt gỗ như này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, Japan này các bác này. 40.000.
Còn con thái gỗ này, con này các bác lên cho là dao thái gỗ nhá, rất là bén luôn. Đó. Con này thì dùng để thái lọc phi lê đều được hết nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng siêu bén rồi, hàng siêu bén khỏi phải bàn rồi. Japan này, chữ khắc chìm luôn nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên cho em là dao gọt gỗ này. Đấy, lên cho em là dao gọt gỗ. Con này thì sẽ là 80k cho một con dao gọt gỗ như này. 80.000 nhá. Thì con này dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình gọt thái lọc phi lê đều được hết nhá. Gọt gỗ 80k nhá. Đấy, lên cho em là lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ giá sẽ là 80k cho con dao thái gỗ như này. Còn con này thì lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Gọt gỗ giá sẽ là 40.000. Gọt gỗ giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Con nhỏ này là 40.000, con to này là 80.000 này. Và con này là 180 này, con này 180 này. Thì nếu các bác mua combo 3 con như này sẽ là 260.000 nhá. Đấy, 3 con như này 260.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, combo cho bác 3 con 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá. Đấy, thì chiều dài của nó sẽ là từ 20 đến 30 mét nhá. Chiều dài từ 20 đến 30 mét. Đấy, nó về theo lô, có lô thì 20, có lô thì 25, có lô thì 30. Và giá sẽ là 180.000, có đèn báo nhá. Đây, có đèn báo cho các bác này, có đèn báo cho các bác luôn, rất là tiện luôn. Và có 3 5 chân cắm như này nhá. 1 1 2 3 4 chân cắm nhá, 4 chân cắm. Dây dài khoảng là 20 đến 30 mét và hàng của nó sẽ là hàng 1.5 nhá, dây 1.5. Thì các bác lên xem là dây điện vàng, giá chỉ có 190.000 thôi. 190.000 cho một cái cuộn dây điện vàng như này, 190k. Đấy, dây dài từ 20 đến 30 mét nhá, 20 đến 30 mét. Đó, giá sẽ là 190.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm trà đồng này. Các bác lên cho em là bộ ấm trà đồng đây. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ấm trà như này, một ấm trà bằng đồng nhá. Đấy, bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, bằng đồng như này trong lòng bàn tay nhá. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén như này rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó sẽ là mã đáo thành công nhá. 6 chén như này và kèm thêm cho các bác là một cái đĩa nhá. Một cái đĩa này. Đấy, một cái đĩa rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó là mã đáo thành công như này. Đấy, rất là đẹp. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ ấm trà đồng này rất là đẹp như này. Giá của nó sẽ là 400.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ấm trà đồng, giá sẽ là 400.000. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn nhá. 400.000 cho cái bộ ấm trà đồng như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái con cóc gà tàn nhỏ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cóc gà tàn nhỏ này. Đấy. Và có con cóc gà tàn to. Đấy, con này thì nó sẽ là cóc gà tàn nhỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho con cóc gà tàn nhỏ như này. Còn con cóc to này thì giá của nó sẽ là 230.000. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Cái này. Đấy, các bác đánh rơi cũng không sợ bị vỡ, nó bằng hợp kim cho nên không lo gì bị vỡ chứ không phải là bằng xi nhựa đâu các nhá, bằng hợp kim. Đấy, con cóc to này là 230.000 và bao ship này. Còn cóc nhỏ này thì sẽ là 190.000 nhá. Cóc nhỏ này là 190.000. Thì các bác lên cho em là cóc gà tàn, nó sẽ có một con cóc to, một con cóc nhỏ, các bác lấy con nào thì lấy. Giá thì rất hợp lý các bác luôn. Rồi ok.